Thực ra thì đái tháo đường là một cái lĩnh vực khá khá lớn, tại vì đây là lĩnh vực khá lớn. Cái mà nói về đái tháo đường thực sự ra là nhiều nhiều điều để mà nói cho em lắm, thành ra chỉ nói cho em trong vòng thời gian ngắn thì anh chỉ chia sẻ những phần chính thôi, do đó như vậy đó. Hôm nay nói về em đái tháo đường, như vậy thì như thế này nè. Như vậy thì đái tháo đường, phần chia sẻ của em, anh chỉ chia sẻ những cái nội dung như trên về dịch tễ, về định nghĩa, phân loại và cơ chế bình sinh, cũng như nói một sơ lược một phần biến chứng và điều trị cho đái tháo đường. Như vậy thì chúng ta nói về đái tháo đường, nhìn lại cái dân số đái tháo đường trên thế giới càng ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao nó là một cái gánh nặng, tại vì đái tháo đường nó có nhiều biến chứng và chính đái tháo đường nó làm cho chi phí điều trị khá cao và làm cho giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. À, chúng ta nhìn lại đái tháo đường, nhìn có con số thôi. Nếu mà chúng ta nhìn con số 2015 á, thì nó có 415 triệu người bị đái tháo đường. Nhưng mà chúng ta nhìn đến 2040, người ta tiên đoán là 642 triệu người đái tháo đường. Thực sự ra thì sự gia tăng của đái tháo đường này nó gia tăng khá nhanh. Đôi khi có những quốc gia gia tăng cả 100% đến 200%. Còn số khu vực thì nó tăng ít hơn. Tùy những khu vực. Do đó em sẽ thấy rằng vì cái cấu trúc, thứ nhất là do cái cấu trúc xã hội, do cái điều kiện phát hiện bệnh lý, do điều kiện y tế vân vân, thì phần lớn người ta nói sự gia tăng đái tháo đường nhanh ở những nước đang phát triển vì lý do là sự thay đổi về cấu trúc xã hội. Ví dụ như là chúng ta đang phát triển thì chúng ta thay đổi cấu trúc xã hội, thay đổi cấu trúc xã hội thì nó thay đổi về lối sống, thay đổi về về tất cả những cái thói quen vân vân, là chính những cái đó nó làm gia tăng cái tình trạng đái tháo đường. Tại vì đái tháo đường liên quan đến một số vấn đề về dinh dưỡng, về béo phì vân vân, thì đó là cái mà người ta nghĩ là liên quan đến đái tháo đường, là những quốc gia đang phát triển gia tăng khá nhanh. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta thấy cái tỷ lệ đái tháo đường, hay nhìn cái slide các bạn thấy là tỷ lệ đái tháo đường ở Việt Nam nó cũng gia tăng khá nhanh chứ không phải là nhỏ. Đó. Ví dụ như trước đây thì tỷ lệ đái tháo đường người ta nghĩ rằng rất thấp. Trong những thập niên năm, ví dụ như năm 1994 thì người ta nói ở thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ một phẩy mấy phần trăm thôi. Và bây giờ thì trong dân số đái tháo đường ở ở Việt Nam bây giờ nó khoảng 3,5%. Con số tương đối và nó sẽ lên tới 5,3% tới gần đây. Và chính như vậy là đó là dân số đái tháo đường càng ngày tăng ở Việt Nam cũng là một gánh nặng. Và như vậy thì đó là dân số đái tháo đường, nhưng gần đây người ta quan tâm đến một cái nhóm dân số nữa là tiền đái tháo đường. Thì tiền đái tháo đường nó sẽ là một, người ta coi như là một tảng băng chìm, tức là phần chìm của tảng băng đó, tức là phần trên nổi là đái tháo đường, phần tiền đái tháo đường nó tương đối nó cao hơn nhiều. Có thể là người ta nói là khoảng trung bình khoảng 7 đến 12 14% tùy mỗi quốc gia thôi, nhưng mà đó là dân số tiền đái tháo đường. Như vậy chúng ta có quay lại cái đái tháo đường là gì, thì chúng ta có một cái định nghĩa rõ ràng về đái tháo đường. Tức là đường huyết chúng ta bình thường trong cơ thể nó từ 80 đến 100 mg trên đề/dL. Trên đề/dL nha, 100 mg trên đề/dL. Và tình trạng tăng đường huyết so với bình thường và hậu quả gây ra những rối loạn khác kèm theo cuối cùng gây những biến chứng nguy hiểm cho tính mạng. Tức là từ vì tình trạng tăng đường huyết đó nó gây nên tổn thương các cơ quan, mà trong đó người ta nghĩ là tổn thương của mạch máu là phần lớn, mạch máu lớn, mạch máu nhỏ vân vân, thì đó là những cái biến định nghĩa mà người ta coi như là định nghĩa của đái tháo đường. Như vậy thì chúng ta nhìn lại trong cơ thể chúng ta như thế nào để chúng ta hiểu về vấn đề đường huyết. Các em học sinh lý hết rồi, các em cũng biết là đường là một cái nguồn năng lượng cho cơ thể. Khi chúng ta ăn thức ăn vào, thì những thức ăn nó cung cấp một lượng glucose rồi. Và từ vì thức ăn đó là chúng ta tùy trong thức ăn, trong đó có thành phần carbohydrate nó được thủy phân hấp thu vào trong máu, và thành phần glucose. Phần glucose nó được sử dụng trong trong tế bào và nó là một nguồn năng lượng trong quá trình tổng hợp hoạt động của tế bào đó. Và chính glucose này, muốn tế bào muốn sử dụng thì nhờ qua trung gian là insulin từ tế bào beta ta tùy tiết ra. Và người ta coi insulin như là một cái chìa khóa mở cánh cửa tế bào để cho dòng glucose đi vào, tức là qua cái kênh vận chuyển glucose đi vào trong tế bào đó. Và chính như vậy đó người ta. Như vậy thì đường huyết sử dụng liên quan đến vai trò của insulin trong máu. Do đó tình trạng thiếu hụt insulin nó gây tình trạng bị giảm sử dụng glucose. Giảm sử dụng glucose trong tế bào thì tăng nồng độ glucose trong máu, và chính cái đó làm tăng đường huyết. Và chúng ta sẽ nghĩ rằng đó là cái cơ chế mà người ta thấy rằng đầu tiên người ta nghĩ rằng là vai trò của insulin trong vấn đề làm tăng đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường, theo sự thiếu hụt lượng insulin.
Như vậy thì rõ ràng là chúng ta nhìn lại cái cơ chế điều hòa đường huyết như thế nào. Ví dụ như là khi mình tiết insulin thì nó đáp ứng một phần ở gan. Ở gan tác động thì kiểm soát sản xuất gluco ở gan là kiểm soát glucagon á, tức là kiểm soát chuyển cái glucose glucogen thành glucose ra trong máu. Đó là cái chuyện mà em sẽ thấy là đó lý do tại sao mà khi mình học sinh lý đó mình thấy là vai trò của insulin đi bên cạnh là tế bào sử dụng, còn vai trò thứ hai là kiểm soát chuyển hóa glucogen ở gan đưa ra ngoài biên khi nào có nồng độ đường ngoài biên thấp. Đó là vai trò của insulin. Đi bên cạnh đó, insulin nó cũng giúp cho gì? Nó là cái cơ chế mà tác động trên tế bào đó, nó làm cho tế bào sử dụng glucose. Cho nên em sẽ thấy rằng vai trò của insulin mà chính những cái rối loạn, chính cái vấn đề gluco trong máu nó được điều hòa bài tiết bằng insulin. Và em sẽ đây là cơ chế chung mà chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là vai trò insulin với gluco nó liên quan chặt chẽ với nhau. Như vậy thì đó là khi chúng ta nói đến tiểu đường thì người ta nghĩ liền đến vấn đề insulin, người ta nghĩ đến vấn đề đề kháng insulin vân vân. Nhưng như vậy thì đái tháo đường nó chia làm mấy loại. Chúng ta phải hiểu rằng đái tháo đường nó có được phân loại là type 1, type 2, đái tháo đường thai kỳ và đái tháo đường do một số nguyên nhân thứ phát khác. Ví dụ như em nói đái tháo đường type 1 xuất hiện thường thường xuất hiện ở người trẻ. Đái tháo đường type 1 có liên quan đến gì? Liên quan đến là tế bào beta tụy, liên quan đến suy kiệt của giảm bài tiết insulin của tế bào beta tụy. Và người ta nói là đái tháo đường type 1 phần lớn liên quan đến vấn đề tự miễn, tức là do yếu tố môi trường nó tác động lên làm tổn thương tế bào beta tụy và nó làm giảm bài tiết insulin. Và người ta thấy rằng cái đái tháo đường type 1 khi mà nó tế bào beta tụy suy trên 8 đến 90% thì lúc đó nó biểu hiện lâm sàng rầm rộ mà em hay nghe nói là uống ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều vân vân, thì ở đó tiến đến lâm sàng chia sẻ nhiều. Vấn đề thứ hai là vấn đề đái tháo đường type 2. Đấy, thứ hai thì chúng ta gặp ở những người lớn tuổi hơn, ở những người lớn tuổi thường thường trung bình từ 30 35 tuổi trở lên, gặp ở những người béo phì thừa cân vân vân, thì người ta nó liên quan đến vấn đề đề kháng insulin, liên quan đến vấn đề gì? Người béo phì nó có tình trạng đề kháng insulin, tức là insulin nó làm giảm hiệu quả trong hoạt động của tế bào. Cái thứ hai nữa là vấn đề giảm bài tiết insulin. Ví dụ như là có người đái tháo đường type 2 lớn tuổi càng ngày thì suy giảm tế bào beta tụy. Và vấn đề thứ ba nữa người ta nói là vấn đề liên quan đến việc giảm bài tiết và giảm tình trạng đề kháng insulin. Tuy nhiên gần đây người ta tìm thấy được cơ chế của đái tháo đường type 2 nó liên quan đến nhiều cái yếu tố chứ không phải là chỉ đơn thuần là insulin. Và thứ ba là chúng ta nói đái tháo đường thai kỳ. Thì các em sẽ đái tháo đường thai kỳ là một cái bệnh lý mà nó xuất hiện trong giai đoạn thai kỳ. Trước đây thì người ta định nghĩa là rối loạn đường huyết trong giai đoạn thai kỳ, nhưng thực sự ra đái tháo đường thai kỳ bản chất nó là tình trạng đề kháng insulin. Do đó trong định nghĩa mới gần đây người ta đái tháo đường thai kỳ nó xuất hiện từ tuần thứ 12 trở đi, tức là từng tuần thứ tức là tam cái 12 đó, khi bắt đầu nó có tình trạng là tế bào, tức là có tình trạng đứa bé nó hình thành đầy đủ và bắt đầu có tình trạng bài tiết insulin của đứa bé và hoạt động của tế bào của bào của thai nhi và tình trạng đề kháng insulin trong giai đoạn đó do tác động của những yếu tố hormone, và chính cái đó làm gia tăng tình trạng đường huyết trong máu ở người phụ nữ mang thai trong giai đoạn đó, người ta gọi là đái tháo đường thai kỳ. Vấn đề thứ tư là vấn đề đái tháo đường thứ phát. Tức đái tháo đường thứ phát là đái tháo đường xuất hiện sau một cái bệnh lý nào đó. Ví dụ bệnh nhân mắc bệnh lý ví dụ như là cường giáp, nó có thể làm gia tăng đường huyết. Gia tăng đường huyết cho gia tăng dung nạp glucose, gia tăng hấp thu glucose ở máu vân vân, thì đó là gia tăng đường huyết cường giáp. Hoặc là ví dụ như bệnh nhân bị hội chứng Cushing, nó cũng làm gì gia tăng đường huyết vì do tác động của corticoid làm gia tăng ly giải glucogen ở gan thành glucose ra nó phân ra máu vân vân, thì đúng là thứ phát. Ngoài ra những rối loạn đường huyết khác ví dụ như do bệnh lý u tuyến yên tiết ra hắt vân vân, đó là do tình trạng thứ phát. Hoặc là bệnh nhân có thể một số bệnh lý khác ví dụ như bệnh nhân đau khớp sẽ dùng corticoid, dùng một số thuốc làm tăng đường huyết vân vân, thì đó là đái tháo đường thứ phát à, thì chúng ta sẽ gặp. Như vậy thì nếu mà nói về phân loại đái tháo đường thì chúng ta có bốn loại đái tháo đường cơ bản là đái tháo đường type 1, type 2, thai kỳ và đái tháo đường thứ phát. Như vậy thì chúng ta quay lại đái tháo đường type 1 cơ chế bình sinh như thế nào, thì người ta nói là vai trò của tình trạng thiếu hụt tế bào beta tụy do nhiều yếu tố, trong đó thường thường người ta nghĩ rằng yếu tố môi trường
môi trường tác động lên hệ thống miễn dịch và làm cho nó cơ thể chúng ta không nhận dạng tế bào ta nó của mình và coi như là nó một cái dị biệt và nó tình trạng sản xuất nên cơ thể kháng tế bào ta tụy gây tổn thương tế bào ta tụy, do đó gây hậu quả là thiếu hụt insulin. Mà thiếu hụt insulin tuyệt đối thì nó gây tình trạng gì? Nó không ức chế ly giải, ức chế quá trình ly giải glucogen ở gan, do đó làm tăng cái sản xuất glucose và chính tăng sản xuất glucose làm tăng đường trong máu. Đi bên cạnh đó, thiếu hụt insulin em cũng thấy là nó không sử dụng glucose ở mô cơ được, và chính không sử dụng glucose ở mô cơ thì chính tình trạng hậu quả làm tăng đường trong máu, và tăng đường trong máu thì làm gì? Là tổn thương tế bào, tổn thương mô, tổn thương tất cả mọi thứ, và chúng ta thấy là đường ra nước tiểu. Đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy trong đái tháo đường tiếp 1. Nếu mà người ta nhìn lại về giải phẫu có mô tụy trong đái tháo đường tiếp 1, em sẽ nhìn thấy là tế bào beta và tế bào alpha. Tế bào beta, đây là tế bào alpha. Thì chúng ta thấy tế bào beta tụy ở đái tháo đường tiếp 1, nhưng mà chúng ta đây là hình ảnh tế bào beta đầy đủ người bình thường. Nhưng mà ở đái tháo đường tiếp 1, tế bào beta nó rải rác, nó bị tổn thương rải rác và nó xuất hiện những tình trạng thoái hóa. Microglobulin tẩm tẩm nhuộm những tế bào thoái hóa tình trạng đó, thì đó là trong cái hình ảnh tụy của người đái tháo đường tiếp 1. Tương tự như vậy thì diễn tiến đái tháo đường tiếp 1 như thế nào? Thường thường người ta nói là diễn tiến đái tháo đường tiếp 1 nó đi qua những cái giai đoạn mà sẽ nhìn thấy nó khá rõ, tức là diễn tiến đái trong giai đoạn đầu thì giảm bài tiết tế bào beta, giảm bài tiết tế bào beta tụy. Giảm bài tiết và xuất hiện những cái nồng độ kháng thể càng ngày càng nhanh, tức là do những yếu tố tác động của môi trường và tổn thương tế bào tụy giảm tế bào tụy, và người ta thấy rằng xuất hiện cái nồng độ kháng thể ngày càng cao lên, và khi mà cái chuyển tế bào beta tụy giảm hơn chức năng nó giảm thì người ta thấy 8 đến 90%, thì lúc đó người ta xuất hiện cái triệu chứng là tăng đường huyết. Và người ta thấy rằng trong giai đoạn của tế bào đái tháo đường tiếp 1 nó có một giai đoạn trăng mật, tức là sau đó tế bào beta tụy gắng sức bù trừ cái tình trạng mà bài tiết insulin, do đó người ta gọi là giai đoạn trăng mật. Giai đoạn này cho kéo dài trung bình có thể gần tới 1 năm, nó có thể từ vài tháng có thể kéo dài tới 1 năm, tức là giai đoạn ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 sau đó bệnh nhân tự ổn định đường huyết trong vòng 6 tháng đến 1 năm và người ta có thể bị đái tháo đường lại, tức là giai đoạn đó người ta gọi giai đoạn này giai đoạn trăng mật. Và chính là khi chúng ta nhận dạng đó, đôi khi chúng ta trên lâm sàng chúng ta hay gặp một số bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, sau đó tự nhiên đường huyết họ ổn định, người ta nghĩ rằng đây là thấy thấy đái tháo đường, thực sự ra thì đây họ rơi vào giai đoạn trăng mật, tức là những tế bào beta tụy còn lại nó làm việc cực lực hơn, tiết nhiều tế bào beta, tiết nhiều insulin hơn để giúp cho kiểm soát đường huyết và giúp cho nó đường huyết ổn định. Thì giai đoạn này nó kéo dài, người ta nói trung bình kéo dài từ vài tháng có thể kéo dài đến 1 năm, giai đoạn trăng mật, và sau đó người ta mất cái khả năng tiết tế bào tiết insulin lại và gây tình trạng là gì? Gây tình trạng là tăng đường huyết lại. Đó là diễn tiến của đái tháo đường tiếp 1. Như vậy thì trong đái tháo đường tiếp 2 như thế nào? Thì chúng ta nhìn lại trong đái tháo đường tiếp 2 thì cơ chế bình sinh của đái tháo đường tiếp 2 nó khác biệt hơn một tí, nó không phải là do tổn thương hoàn toàn tế bào beta tụy mà là do nhiều cơ chế liên quan đấy. Một là tế bào beta tụy, tức là sẽ suy giảm một phần suy giảm tế bào beta tụy, tức là em nhìn thấy người đái tháo đường tiếp 2 tế bào beta tụy giảm dần và nó có tình trạng thoái hóa những mảng amyloid, tình trạng thoái hóa, và chính chính như vậy đó, đó là cơ chế đái tháo đường tiếp 2. Đái tháo đường tiếp 2 do đó chúng ta nhìn lại đái tháo đường tiếp 2 xuất hiện ở trẻ hơn ở những người lớn tuổi. Và bệnh sinh của đái tháo đường tiếp 2 gần đây thì người ta thấy tương đối phức tạp hơn, liên quan đến tế bào beta tụy. Liên liên quan tế bào beta tụy, tức là tế bào tụy. Ngoài ra nó liên quan đến tế bào alpha nữa, tức là nó rối loạn bài tiết của tế bào alpha tụy. Anh tế bào alpha nó tiết ra glucagon thì nó rối loạn bài tiết glucagon, nó này glucagon nó kích thích ly giải glucogen ở gan, do đó hậu quả làm tăng đường huyết. Đi bên cạnh đó, ngoài cái vấn đề của tụy ra thì người ta thấy vài cái cơ quan khác cũng liên quan đến vấn đề tăng đường huyết. Ví dụ như là người đái tháo đường nó có cái tình trạng giảm hưởng incretin. Giảm hưởng incretin là gì? Ví dụ như chúng ta học trong sinh lý, các em cũng thấy là khi thức ăn chúng ta đi vào trong máu đi đi vào trong ruột thì trong đó có thành phần carbonhydrate nó kích thích tế bào L và tế bào K ở ruột, ở hổng tràng và phần đầu ruột non, nó sẽ tiết ra là GNP và GNP1.
và chính GLP-1 là có vai trò kích thích tế bào bào ta tiết ra insulin và ức chế glucagon, ức chế bào alpha tiết ra glucagon, và chính cái người đái tháo đường nó mất cái hiệu ứng đó, mất hiệu ứng đó, rối loạn cái hiệu ứng đó, thành ra là nó làm cho tình trạng gì, do tình trạng là giảm bài tiết insulin và rối loạn bài tiết glucagon, do đó làm tăng đường huyết, do đó người ta nghĩ rằng vai trò cái hiệu ứng incretin ở ruột. Vai trò thứ thứ ba là vai trò ở mỡ. Trước đây chúng ta nghĩ tế bào mỡ là tế bào tiết dự trữ năng lượng, thực sự ra tế bào mỡ nó tiết ra leptin và một vài hormone khác mà ta coi như tế bào mỡ, nó liên quan đến vấn đề đề kháng insulin, liên quan đến bào cơ, cơ do đó tế bào cơ giảm từ sử dụng insulin ở ngoại mô ngoại biên, do đó làm tăng đường huyết, cũng như liên quan đến gan, rối loạn bài tiết glucagon, rối loạn ly giải glucogen ở gan, chính đó làm tăng đường huyết. Đi người ta cũng cũng nghĩ rằng nó liên quan đến với vai trò của tế bào thần kinh ở não, do đó những chất dẫn truyền thần kinh làm gây tình trạng bệnh nhân có cảm giác thèm ăn, vân vân, rối loạn cảm giác thèm ăn, có thể người ta ăn nhiều hơn, đó là vai trò của tế bào thần kinh. Và gần đây người ta thấy rằng vai trò của thận, vai trò của thận là như thế nào, thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta học sinh lý, chúng ta rằng thận thì ống thận gần là cái nơi mà hấp thu tất cả những thành phần quý trong cơ thể, ví dụ như là glucose và những albumin và những thành phần quý trong cơ thể đó, ống thận gần. Thì người ta thấy rằng các kênh sự hấp thu của cái ở ở ống thận gần ở thận á, thì qua các kênh vận chuyển là siêu âm glucose trong bột tơ, tức là vừa hấp thu glucose và hấp thu natri qua cái kênh sodium glucose trong bột tơ qua cái men như vậy. Và ở người đái tháo đường thì bắt đầu nó có tình trạng tăng cái thụ thể của cái kênh vận chuyển glucose sodium glucose ở ống thận gần, tức là khoảng 20% so với người bình thường. Do đó người ta thấy rằng nó gia tăng có thể tái hấp thu đường, và chính cái đó làm tăng cái đường trong máu so với người bình thường, và chính người ta hiểu là vai trò của ống thận gần đây nè, do đó người ta nó có những cái loại thuốc theo tác động theo cơ chế ức chế cái kênh vận vận chuyển glucose natri ở ống thận gần, làm giảm đường huyết. Như vậy thì diễn tiến đái tháo đường type 2 như thế nào? Em muốn biết là diễn tiến đái tháo đường type 2 nó liên quan đến bài tiết insulin, liên quan đến đề kháng insulin, thì giai đoạn đầu người ta thấy rằng tình trạng gì? Giảm bài tiết insulin, tăng là giảm bài tiết insulin, và tình trạng đề kháng insulin càng ngày càng tăng dần. Và chính như vậy thì nó làm cho đường huyết sau ăn nó càng ngày càng diễn tiến cao hơn, và đường huyết đói nó càng ngày cao hơn. Và đây là những cái diễn tiến của bệnh đái tháo đường type 2 mà chúng ta nói là liên quan đến nhiều yếu tố, và chính về mặt chúng ta hiểu được cái đái tháo đường type 2 thì chúng ta mới nói là đây là một diễn tiến bệnh lý kéo dài, khó kiểm soát, và đó là yếu tố làm rối loạn đường huyết trong cơ thể. Như vậy thì đó là những cái phần chính mà chúng ta hiểu lại về kiến thức cơ bản trong đái tháo đường. Như vậy thì làm sao để chẩn đoán đái tháo đường? Thì người ta thực sự ra thì người ta có nhiều cái chỉ số để xác định, để chẩn đoán đái tháo đường, trong đó chỉ số đường huyết đói, chỉ số đường huyết bất kỳ, người ta làm nghiệm pháp dung nạp đường, và người ta đo nồng độ HbA1c, tức tình trạng ly cách hóa đường với chủ hemoglobin hồng cầu. Đó là những cái mà những cái chỉ số như thì chẩn đoán thấy đường, người ta dựa vào những cái tiêu chí sau đây, ví dụ như là đường huyết tương lúc đói nó lớn hơn 126 mg trên dl hay là 7 mmol, thì em muốn đổi cái mg sang mmol thì em chia cho 18 là trọng lượng phân tử của đường, thì ra là mmol. Và thường thường chúng ta hay dùng cái 126 mg trên dl cho dễ nhớ. Thứ hai là chúng ta đường huyết tương bất kỳ, tức là đường thời 2 giờ sau liệm pháp dung nạp đường nó lớn hơn 200 mg trên dl, hoặc là bất kỳ, hoặc là dùng liệm pháp dung nạp đường 75 gram đường glucose, và người ta thể đo nồng độ HbA1c nó lớn hơn 6.5 5 năm, thì hoặc là bệnh nhân có những cái triệu chứng kinh điển, ví dụ uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân mà đường huyết bất kỳ nó lớn hơn 200 mg trên dl thì người ta nói là đái tháo đường. Nhưng mà để chẩn đoán đái tháo đường thì một là thường thường trước đây thì người ta làm gì, một trước đây người ta làm nghiệm pháp 2 lần, tức là nếu em làm đường huyết đói 1 lần thì không đủ tiêu chí chẩn đoán, phải làm 2 lần làm trong vòng 1 tuần, trong vòng 1 tuần, ví dụ đường huyết đói hôm nay là lớn hơn 160, trong vòng 1 tuần bệnh nhân vẫn đường huyết đói lớn hơn 160 nữa thì chúng ta chẩn đoán là đái tháo đường. Nhưng gần đây thì người ta vẫn chẩn đoán đái tháo đường bằng cái cách là người ta dùng HbA1c và một cái chỉ số đường huyết khác, ví dụ như HbA1c người ta đo lớn hơn 6.5
và chỉ số đường huyết đói lớn hơn 156 thì người ta cho chẩn đoán là đái tháo đường, không cần làm trong vòng 2 lần. Hoặc là đường huyết bất kỳ lớn hơn 200 cộng HbA1c lớn hơn 6.5 là người ta chẩn đoán là đái tháo đường liền. Hoặc là người ta làm nhiễm pháp dung nạp đường, tức là cho bệnh nhân uống 75 gram glucose và cho bệnh nhân đo đường huyết trước khi uống và 2 giờ sau khi uống. Ví dụ như trước khi uống là lớn hơn 160, 2 giờ sau khi uống và lớn hơn là 200 mg trên đề thì chẩn đoán là đái tháo đường. Thì đó là những cái tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường, thực sự ra nó cũng không khó lắm. Như vậy thì từ cái tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường thì người ta mới nghĩ tới cái tiêu chí chẩn đoán tiền đái tháo đường. Tại vì tiền đái tháo đường là những người có rối loạn đường huyết, có thể rối loạn đường huyết đói, có thể rối loạn đường huyết sau ăn, có thể rối loạn dung nạp đường và dung nạp glucose, thì đó là và đường huyết người ta nói là HbA1c nó ở cái mức là từ 5.7 trở lên. Thì ví dụ như đường huyết đói của họ nó không phải là nằm trong mức 126 nhưng mà nằm mức từ 100 đến 125, hoặc là rối loạn dung nạp glucose nó không nằm lớn 200 mà nó từ từ 140 đến 199, hoặc là HbA1c nó không có lớn hơn 6.5 mà lớn hơn nó từ 5.7 trở lên, thì đây là những cái gọi là chẩn đoán là tiền đái tháo đường. Và cái tiêu chí này là tiêu chí mới được WHO công nhận và Liên đoàn đái tháo đường thế giới cũng như là Hiệp hội đái tháo đường của Mỹ người ta công nhận là tiền đái tháo đường. Như vậy chúng ta tóm tắt lại cái bảng này để cho các em nhớ rõ dễ thôi. Bình thường chúng ta đường huyết chúng ta lấy đường huyết đói, bình thường đường huyết đói nó màu đỏ, nó là một dưới 100 mg trên đề. Những người từ 100 đến 156 thì chúng ta thử chúng ta có thể coi như là rối loạn đường huyết đói. Còn những người lớn hơn 156 thì chúng ta coi như là có thể là đái tháo đường. Nếu mà chúng ta lấy đường huyết sau ăn thì bình thường đường huyết bất kỳ là đường huyết nhiễm hết dung nạp đường thì chúng ta thấy đường huyết bình thường nó dưới 140. Mà nếu mà khi mà chúng ta làm bất kỳ nó lớn hơn 200 hoặc là nhiễm pháp dung nạp đường lớn hơn 200 thì cái đây là đái tháo đường. Và ở cái mức từ 140 đến 199 người ta gọi là rối loạn dung nạp glucose. Như vậy thì trong tiền đái tháo đường chúng ta sẽ gặp ở những người rối loạn đường huyết đói hoặc là rối loạn dung nạp glucose, hoặc là những người vừa có rối loạn đường huyết đói mà cũng có cái rối loạn dung nạp glucose, chúng ta có thể gặp những cái dạng như vậy. Như vậy thì để mà chẩn đoán đái tháo đường chắc chắn chúng ta dựa vào những chỉ số đường huyết đói, đường huyết bất kỳ, HbA1c hoặc là chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp glucose. Đó là cái điều mà các em sẽ nhớ nhớ trong đó những cái chỉ số mình để đo đường huyết. Như vậy thì ở bệnh nhân nào có nguy cơ bị đái tháo đường type 2? Ví dụ như chúng ta gặp ở những người thừa cân béo phì, người lớn thừa cân béo phì, như những người có gia đình trực hệ bị đái tháo đường, ví dụ như là cha mẹ, con cái, anh em ruột, tức là trực hệ đó bị đái tháo đường thì có người đó khả năng bị đái tháo đường. Khả năng đái tháo đường nhiều hay không thì người ta thấy rằng khả năng đái tháo đường, ví dụ như có người cha bị đái tháo đường thì khả năng là 30%, có người mẹ bị đái tháo đường có khả năng 30% nữa, người con có cha mẹ bị đái tháo đường luôn thì khả năng người con bị đái tháo đường là 50%. Trong đái tháo đường type 1 thì người ta khả năng di truyền như thế nào? Khả năng di truyền của đái tháo đường type 1 thấp hơn, do đó ví dụ như người mẹ bị đái tháo đường thì khả năng người con bị đái tháo đường khoảng 2 đến 7% thôi. Đó là di truyền của đái tháo đường type 1 thấp hơn. Thứ hai là vấn đề cao huyết áp. Thứ ba là vấn đề cao huyết áp. Thứ tư là những người có rối loạn mỡ, ví dụ như rối loạn lipid máu, trong đó là ví dụ LDL nó thấp hoặc là HDL nó cao, HDL nó thấp, LDL nó cao hoặc là triglyceride nó cao, là đó những rối loạn lipid máu mà liên quan. Hoặc là ví dụ là người ta đo về vòng bụng ở nam lớn hơn 90 hoặc là nữ lớn hơn 80 cm. Bệnh nhân phụ nữ là có buồng trứng đa nang thì có tình trạng rối loạn đề kháng insulin có thể nguy cơ tăng đường huyết đái tháo đường. Phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể khả năng sau này 20% bị đái tháo đường vĩnh viễn vân vân sau khi sanh vân vân, và khả năng đó nó gia tăng theo thời gian, tỷ lệ gia tăng theo thời gian. Ở những người có HbA1c lớn hơn 5.7, tức là những người có rối loạn tiền đái tháo đường đó, rồi có rối loạn đường huyết đói, rối loạn dung nạp đường vân vân, thì những người đó có khả năng bị đái tháo đường và có một số rối loạn dấu hiệu đề kháng insulin, ví dụ như béo phì, dấu hiệu gai đen vân vân, dấu hiệu ví dụ như em nhìn trên cái vai của họ, trên cái vùng cổ nó đen thui, nó đen, nó da nó dày lên, đó là dấu hiệu gai đen, thì đó là đối tượng có nguy cơ bị đái tháo đường. Như vậy thì triệu chứng lâm sàng của đái tháo đường như thế nào thì chắc chắn là em hay thường nhớ là nó có đơn giản là chuyện kinh điển, nó là bú nhiều, tức là bệnh nhân có thể là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân. Tuy nhiên cái triệu chứng lâm sàng này nó là triệu chứng lâm sàng kinh điển thường hay gặp ở những người đái tháo đường type 1.
ở nền tiêm một, ví dụ như trước đó họ vẫn khỏe, trước đó đứa bé nó vẫn bình thường, sau cái đợt cái nhiễm siêu vi bắt đầu nó có cái triệu chứng là sụt cân nhiều, ăn ăn rất nhiều, mặc dù nó ăn rất nhiều, nó uống rất nhiều nhưng mà nó tiểu rất nhiều, thì đây là triệu chứng lâm sàng thường gặp trong đấy từng tiếp một. Đôi khi đối thì tiếp một có thể là sau một cái đợt nhiễm siêu vi đó tự nhiên đứa bé nó vô cái tình trạng nhiễm cytonisis, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vân vân, thì đó là cái triệu chứng lâm sàng của đái tháo đường tiếp 1. Đái tháo đường tiếp 2 có thể có triệu chứng lâm sàng như vậy không? Thường thường cũng có thể có nhưng mà ít gặp. Đái tháo đường tiếp 2 thường thường đó là triệu chứng nó âm ỉ hơn. Và triệu chứng đái tháo đường tiếp 2 nó ít hơn, ít ít rầm rộ hơn đái tháo đường. Do đó các em sẽ thấy đái tháo đường tiếp 2 đôi khi nó âm ỉ. Và có thể phát hiện đái tháo đường tiếp 2 khi người ta khám sức khỏe bình thường họ phát hiện thôi. Như vậy thì để phát hiện đái tháo đường, người ta dựa dựa vào cái bệnh sử, tuổi, đặc điểm khởi phát đái tháo đường, cân nặng, lúc sinh thế nào, ví dụ đứa bé nó sinh ra từ 4 kg trở lên thì khả năng sau này nó bị đái tháo đường nó nhiều. Đứa bé nó sinh ra mà nó suy dinh dưỡng thì khả năng sau này nó bị đái tháo đường. Và tình trạng ăn uống dinh dưỡng của nó, ví dụ nó ăn uống quá nhiều, ăn uống càng nhiều carbohydrate, uống nhiều nước ngọt vân vân, là những cái thói quen mà nó gọi nguy cơ ảnh hưởng đến được, hoặc là người uống thuốc lá, uống rượu, sử dụng một số thuốc ví dụ như thuốc điều trị đau khớp, thuốc gây nghiện vân vân, có khả năng bị đái tháo đường. Và chúng ta phải đánh giá một số tầm soát những bệnh lý lầm tầm, bệnh lý thường kèm theo đái tháo đường khi mà chúng ta đánh giá bệnh nhân đái tháo đường, đánh giá các hành vi sử dụng thuốc vân vân để coi cái thói quen kiểm soát như thế nào và để giúp cho chúng ta trong vấn đề điều trị. Tiền sử bệnh nhân nhiễm cytonisis, tiền sử cân hạ đường huyết, tiền sử cân cao áp, rối loạn lipid máu vân vân, và những cái biến chứng ví dụ như khám chúng ta đánh giá những biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng như là võng mạc, mắt, thận, thần kinh vân vân, biến chứng mạch máu lớn như tim mạch, đột quỵ, biến 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 chứng mạch máu ngoại biên biên vân, đó là những cái mà chúng ta khi chúng ta tiếp cận bệnh nhân đái tháo đường. Đối với phụ nữ ở tuổi sinh sản thì chúng ta hỏi về kế hoạch sinh con, vấn đề như thế nào, dùng phương pháp người thai vân, thì đó là những yếu tố mà không. Như vậy thì để chẩn đoán đái tháo đường, ngoài cái triệu chứng lâm sàng như vậy, ngoài cái những cái tiếp cận mà chúng ta đánh giá theo hỏi về bệnh sử, thì chúng ta cần làm một số xét nghiệm để đánh giá. Ví dụ chúng ta đo nồng độ HB1C, chúng ta làm ICA, tức là kháng thể gác, tức là những kháng thể kháng tiểu đảo, kháng thể kháng merosol vân vân, thì những cái kháng thể gác đó nó là chúng ta đánh giá là cái tình trạng tổn thương tế bào tụy do miễn dịch hay không. Rồi chúng ta đánh giá tình trạng lipid máu, ví dụ như cholesterol, LDL, HDL vân vân, chúng ta coi vấn đề rối loạn lipid máu trong mô hình đặc trưng của đái tháo đường. Ví dụ trong đái tháo đường thì người ta thấy rằng rối loạn mô hình đặc trưng là tình trạng tăng triglyceride máu và tăng nồng độ LDL cholesterol đậm đặc vân vân, thì đó là những đặc trưng của đái tháo đường trong rối loạn lipid máu. Chúng ta có thể đánh giá thêm chức năng gan, những yếu tố về ví dụ như có men gan vân, thì yếu tố để thúc đẩy cho tình trạng tăng đường huyết, hoặc là chúng ta đo chỉ số albumin trên creatinine niệu, để chúng ta tức là đo albumin niệu cũng được, hoặc đo chỉ số albumin trên creatinine niệu tức là một điểm, hoặc là đo albumin niệu 24 giờ vân vân, thì chúng ta đánh giá cái biến chứng thận của đái tháo đường phát hiện sớm. Chúng ta đo nồng độ huyết thanh của creatinine hoặc là đồ lọc đính, đồ lọc của thận vân, để đánh giá coi cái biến chứng thận trong bệnh nhân đái tháo đường ở mức độ nào. Chúng ta soi đáy mắt, chúng ta coi cái tổn thương mắt trong đái tháo đường. Chúng ta chụp đáy mắt bình quang, chúng ta coi cái tổn thương mắt trong đái tháo đường ở mức độ giai đoạn nào. Và chúng ta làm số xét nghiệm đánh giá biến chứng về thần kinh ngoại biên, ví dụ như vậy. Thì đây là những cái xét nghiệm mà chúng ta cần làm để trong khi tiếp cận bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta quay lại như vậy thì đái tháo đường nó có biến chứng như thế nào? Chúng ta nhìn lại chúng thấy là những biến chứng mắt, biến chứng thận, biến chứng thần kinh, thì đây người ta gọi là biến chứng mạch máu nhỏ. Tại sao người ta gọi biến chứng mỏ, tức là những mạch máu mà có kích thước từ 20 microgram, micromet, thì những cái thước này đến do cái cấu trúc mạch máu như vậy đó, mạch máu nhỏ nó có cái cấu trúc khác với cấu trúc mạch máu lớn. Máu lớn nó đầy đủ 3 lớp, thành mạch máu nhỏ thì nó tương đối, nó không đầy đủ 3 lớp đó. Do đó về mạch máu nhỏ là những biến chứng mà thường gặp nhất trong đái tháo đường, thường gặp lấy đường, và nó liên quan rất chặt chẽ với vấn đề đường huyết. Biến chứng mạch máu lớn thường thường nó cũng là liên quan đến vấn đề đường huyết, một phần nó liên quan đến xơ vữa. Do đó người ta thấy rằng biến chứng mạch máu nhỏ, ví dụ với những bệnh lý võng mạc, ví dụ võng mạc mắt đó, thường thường là người ta coi như có mù lòa là nguyên nhân thường gặp hàng đầu, hoặc biến chứng thận, ví dụ như suy thận,
biến chứng thần kinh, tổn thương thần kinh ngoại biên vân vân, thì đó là biến chứng, những biến chứng tim mạch như là nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim vân vân, thì đó là những biến chứng do xơ vữa. Và biến chứng đột quỵ cũng vậy, là những biến chứng mạch máu lớn. Như vậy thì nói biến chứng đái tháo đường là hầu hết tất cả những biến chứng liên quan đến mạch máu, và người ta chia lại hai nhóm mạch máu lớn và mạch máu nhỏ, do cấu trúc nó khác nhau một tí về kích thước và cấu trúc của mạch máu. Và người ta thấy rằng biến chứng mạch máu nhỏ liên quan chặt chẽ đến vấn đề đường huyết, biến chứng mạch máu lớn thì liên quan xơ vữa nhiều hơn mạch máu nhỏ. Chúng ta nhìn lại các cấu trúc biến chứng của đái tháo đường, đây là biến chứng mạch máu lớn, em nhìn sẽ thấy là tình trạng xơ vữa lòng mạch nó làm hẹp lòng mạch, đây là một cái yếu tố mà nó liên quan, và người ta nhìn thấy trong những cái mô người ta cắt ra thì nó tình trạng thoái hóa tổn thương cái mạch máu trong cái mạch máu trong cái biến chứng của đái tháo đường. Như vậy thì đó là những biến chứng mãn. Biến chứng cấp đái tháo đường là gì? Biến cấp đái đường là những biến chứng mà nó ảnh hưởng đến sinh mạng bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân có thể hôn mê tăng đường huyết, do tình trạng tăng đường huyết quá mức nó ảnh hưởng đến gì? Ảnh hưởng đến áp lực tổng thông máu, ảnh hưởng đến tình trạng tổn thương thần kinh. Hôn mê do hại đường huyết, vì hại đường huyết nó cũng ảnh hưởng đến tế bào thần kinh, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố, hại đường huyết gây cái biến chứng vân vân. Thì đây là những biến chứng cấp của đái tháo đường. Những biến chứng cấp có thể là nhiễm trùng, ví dụ tình trạng tăng đường huyết cao yếu tố thuận lợi cho nhiễm trùng vân vân. Đây là những biến chứng mà cần phải nhập viện để điều trị, nó viết là viện để điều trị. Như vậy thì điều trị đái tháo đường như thế nào? Thì chắc chắn em cũng biết sơ vấn đề điều trị đái tháo đường, thì chắc chắn là điều trị đái tháo đường tiếp 2 thì người ta dùng thuốc điều trị hoặc là insulin, tại vì nó liên quan đến nhiều cơ chế, do đó người ta thấy rằng có nhiều loại thuốc trong điều trị đái tháo đường tiếp 2. Tuy nhiên để kiểm soát biến chứng theo đái đường tiếp 2 thì chắc chắn người ta sẽ có những cái mục tiêu, trong đó mục tiêu ví dụ như trong qua tất cả những nghiên cứu thì đưa ra cái mục tiêu chung để kiểm soát đái đường tiếp 2 ở ở gì ở lứa tuổi mà ở phụ nữ không có thai và chưa có biến chứng thì HB1C là trung bình từ 7%, đó là anh sẽ thấy như vậy. Và đường huyết đói người đái tháo đường tiếp 2 là trung bình là gì, là từ 80 đến 130. Đôi khi cho em có sẽ đọc một số hướng dẫn khác, có thể là từ 80 đến 140, hoặc là đường huyết sáu ăn nó phải nhỏ hơn 120, huyết áp tâm thu nó phải là ví dụ như nhỏ hơn 140, huyết tâm trương nhỏ hơn 90. Trong một số bệnh nhân đặc biệt thì có thể huyết áp thấp hơn, mục tiêu lipid máu có thể thấp, ví dụ như LDL nó nhỏ hơn 100, hoặc là LDL nó nhỏ hơn 70 ở đối tượng có bệnh lý tim mạch, hoặc có thể gần đây có thể thấp hơn với 55, 55 vân vân. Bệnh nhân có một số trường hợp biến cố tim mạch đặc biệt, ví dụ như tổn thương thiếu máu cơ tim mạch vành vân vân, hoặc là triglyceride nhỏ hơn 150, hoặc là HDL nó phải lớn hơn 40 ở nam mà lớn hơn 50 ở nữ vân vân. Thì đây là những cái chỉ số mà rất cần quan tâm trong điều trị đái tháo đường. Khi chúng ta điều trị đái tháo đường, chúng ta cần không phải đơn đơn thuần là chúng ta kiểm soát đường huyết, mà chúng ta phải kiểm soát đầy đủ đa yếu tố, trong đó kiểm soát HB1C, kiểm soát đường huyết mục tiêu, đường huyết đói, kiểm soát đường huyết mục tiêu sau ăn, kiểm soát huyết áp ở mục tiêu và kiểm soát lipid ở mục tiêu. Tuy nhiên thực sự ra chúng ta thấy rằng cái mục tiêu đưa ra điều trị như thực sự rất khó trong vấn đề thực hành lâm sàng. Em sẽ thấy rằng chỉ có nếu mà chúng ta nói về HB1C không, thì chúng ta trung bình những nước đang phát triển và ta kiểm soát HB1C dưới trung bình vẫn được dưới 7, đạt được khoảng 40%, còn lại 60% chúng ta thất bại. Tương tự như vậy, nếu mà kiểm soát đầy đủ 4 yếu tố, vừa HB1C, vừa đường huyết đói, đường huyết sau ăn, vừa huyết áp, vừa lipid máu, thì trung bình trên thế giới những nước quốc gia phát triển người ta kiểm soát trung bình là đạt được khoảng 20%. Do đó chúng ta nhìn lại thì rõ ràng là điều trị đái tháo đường với mục tiêu như vậy thực sự là khó, là một thách thức lớn cho người thầy thuốc cũng như thách thức lớn cho người bệnh nhân cùng với thầy thuốc trong điều trị. Như vậy thì để điều trị đái tháo đường thì người ta nói là điều trị nó gồm có gì? Đó là kiểm quan trọng nhất chúng ta kiểm soát chế độ ăn, chứ là kiểm soát và chúng ta phải tăng vận động, chúng ta dùng thuốc và chúng ta theo dõi đường huyết, chúng ta để đạt cái đường huyết mục tiêu. Đây là những biện pháp mà trong điều trị đái tháo đường. Thế vậy, như vậy chế độ ăn như thế nào trong đái tháo đường tiếp 2? Thì em nhớ nhớ là nó luôn luôn có một cái tháp dinh dưỡng giúp cho chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân điều trị đái tháo đường tiếp 2 trong vấn đề dinh dưỡng. Chúng ta là hạn chế những thành phần carbohydrate. Do đó những cái tháp dinh dưỡng đó là chúng ta giúp chúng ta gì? Giúp cho kiểm soát đường huyết, giúp ta kiểm soát cân nặng và giúp kiểm soát mỡ máu, và chúng ta phòng ngừa cái biến tiến triển của bệnh đái tháo đường. Ví dụ những thành phần mà nó nằm ở dưới cái đáy,
cái đáy của cái hình tam giác này, cái phần chúng ta có thể ăn nhiều hơn, những thành phần tương đối rau chúng ta ăn nhiều, và chúng ta hạn chế nhiều những thành phần như chất béo, hạn chế những cái dầu và mỡ vân vân và chất ngọt. Đó là cái mà thành phần trong kiểm soát chế độ ăn đái tháo đường. Tuy nhiên nếu mà chế độ ăn giảm cân hay chế độ ăn dinh dưỡng tốt thì cũng là một cái tháp có thể giúp cho chúng ta kiểm soát cho vấn đề dinh dưỡng tốt cho người bình thường. Như vậy chúng ta quay lại cái thành phần dinh dưỡng trong trong đái tháo đường, các em nhớ là ví dụ là vấn đề con trong bữa ăn chúng ta có những thành phần ăn, chúng ta gồm có tinh bột, chúng ta có thịt, chúng ta có thành phần mỡ, chúng ta có trái cây và sản phẩm chế phẩm vân vân, thì đây là những cái mà dinh dưỡng chúng ta trong cái thành phần bữa ăn hàng ngày. Chúng ta phải biết rằng thành phần tinh bột nó gồm có những cái gì, những loại thịt nào, những loại mỡ nào, những loại nào phù hợp cho giúp có lợi cho sức khỏe chúng ta. Như vậy thì thường thường người ta có những cái quan điểm sai, tức là nó là người đái tháo đường hoặc là người giảm cân đường ăn tinh bột, cái đó là hoàn toàn không đúng. Hoặc là có một số bệnh nhân họ họ không dám ăn cơm, họ thay cơm bằng bắp hoặc khoai vân vân, thì nó cũng là thành phần tinh bột nhưng mà chỉ số đường huyết khác nhau. Cho đó người ta nói là trong vấn đề ăn trong đái tháo đường, người ta phải biết rằng bằng cái những chọn lựa những thức ăn tinh bột nó có chỉ số đường huyết thấp, tức là chỉ số đường huyết nó thu vô tương đối ổn định hơn và tránh trình là tăng đường huyết dữ dội sau ăn vân vân, thì đó là cái mà cái chúng ta cần. Chúng ta nhìn lại cái vấn đề dinh dưỡng, thực ra dinh dưỡng là chúng ta nhìn hiểu cái thành phần ăn của cơ thể chúng ta, và chúng ta thấy là người bình thường á cũng như tất cả những khẩu phần ăn đái tháo đường, người ta nói là chắc bột đường nó chiếm trung bình từ 50 đến 55% cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Ví dụ như là em thấy rằng carbohydrate á, carbohydrate như là cơm nè, thành phần như là hủ tiếu hay bánh mì, chất bì, những chất tinh bột đó, nó giúp cho cung cấp cho chúng ta 50% năng lượng. Mỡ nó chiếm 20 đến 30% năng lượng, thịt cũng vậy, 20 năng lượng phần trăm năng lượng, rượu hay là muối cũng vậy. Đây là thành phần cung cấp năng lượng đúng cho người đái tháo đường. Nếu chúng ta bảo bệnh nhân đái tháo đường không ăn tinh bột, nghĩa là chúng ta làm giảm cái năng lượng cung cấp cho họ, thực sự nó cũng là một cái điều hạn chế trong vấn đề sức khỏe cho bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta nhìn lại cái tháp dinh dưỡng thì em nhìn thấy cũng dễ, chúng ta nhìn lại rõ hơn. Như vậy thứ hai là vấn đề vận động. Vận động đái tháo đường thực sự là vận động giúp cho ở người bình thường nó cũng có vai trò rất lớn, chứ không phải riêng bệnh nhân đái tháo đường. Nó giúp cho chúng ta giảm cân, nó giúp cho giảm đường huyết và nó giảm cái nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, cũng như cải thiện tinh thần, giấc ngủ, cũng như phòng ngừa ung thư. Cái sự vận động cho bệnh nhân bình thường cũng như vận động cho bệnh nhân đái tháo đường nó phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, phụ thuộc vào tình trạng thói quen và điều kiện. Ví dụ những cái bài và tập vận động đơn giản chúng ta có thể như thế này, hoặc là vận động có kháng lực, kháng lực như thế này, thì đó hoạt động đạp xe vân vân hoặc là chạy bộ vân vân, thì đó những vận động nó sẽ giúp cho bệnh nhân đái tháo đường. Do đó chúng ta khuyến cáo và người ta cũng nghiên cứu, ví dụ như đi bộ đi, người đái tháo đường người ta thấy rằng vai trò vận động chúng ta có thể là vận động trung bình tầm 180 phút trong một tuần, tới 30 phút trong một ngày. Ví dụ như vậy 30 phút trong ngày đi bộ thì nó cũng giúp cho chúng ta kiểm soát đường huyết tốt hơn, kiểm soát cân nặng tốt hơn. Ví dụ người ta nói là người đái tháo đường mà có tình trạng béo phì thừa cân mà giảm được 10% trọng lượng cơ thể thì lúc đó nó giúp rất nhiều cho vấn đề kiểm soát đường huyết và kiểm soát cân nặng cũng như kiểm soát huyết áp và lipid máu trong tất cả những nghiên cứu mà chứng minh. Như vậy thì để mà giảm cân tốt nhất người đái tháo đường là phải giảm cân trung bình khoảng 10%. Còn nếu mà giảm hơn dưới 10% là hiệu quả kiểm soát kém. Do đó thực sự ra vấn đề khó, vấn đề dinh dưỡng vận động là vấn đề khó nhất cho bệnh nhân đái tháo đường. Nó phụ thuộc vào ý chí của người bệnh nhân, sự tuân thủ người bệnh nhân. Do đó em sẽ thấy rằng cái đó là cái điều khó trong vấn đề. Vấn đề điều trị bằng thuốc thì chắc chắn vấn đề điều trị đái tháo đường người ta nói là điều trị dùng thuốc. Trong đái tháo đường type 2, type 1 thì bắt buộc người ta có thể dùng insulin hoàn toàn tuyệt đối. Và đái tháo đường type 2 thì có thể là dùng thuốc uống và nệ insulin. Anh giới thiệu sơ về vấn đề insulin thì có nhiều loại insulin. Sự phát triển insulin từ thập niên năm từ từ khá lâu rồi. Người ta đã tìm ra insulin. Và từ insulin đó người ta có vai trò của insulin trong kiểm soát đường huyết. Thì có nhiều loại insulin, thì từ cái insulin tổng hợp từ động vật, insulin của người, insulin tái tổ hợp từ gen của từ đoạn ADN của người, hoặc là insulin từ analog, insulin tổng hợp từ analog vân vân, thì những loại insulin có các cơ chế tác dụng từ thời gian tác dụng khác nhau và nó giúp cho chúng ta kiểm soát đường huyết. Ví dụ như là
Aspart Lispro là insulin tác động nhanh đó, insulin regular cũng là insulin tác động nhanh, NBH là insulin tác động kéo dài, tức là gắn các protamin vào cái regular thì nó tác động kéo dài hơn. Và hoặc là insulin lạc gin hoặc detamir, diluted là những loại khi nào em đi lâm sàng sẽ nhớ mấy cái này nhiều hơn. Đây là những cái mà insulin đúng. Và vai trò điều trị như trong đấy thường tiếp 1 thì luôn luôn là người ta dùng insulin nền, tức là insulin tác động kéo dài đó, là người ta kiểm soát liên tục đường huyết đói trong ngày, và người ta dùng những buổi trước với ăn để kiểm soát đường huyết sau ăn. Tại vì khi em nhớ sinh lý, tức là khi chúng ta ăn vào thì cơ thể sẽ tiết ra insulin. Đi bên cạnh đó, ăn vào thì đường huyết nó sẽ tăng, kích thích cơ thể tiết insulin, gồm có hai pha. Pha đầu là tiết insulin nhanh, pha thứ hai tiết insulin chậm và kéo dài. Thì đây là ba bữa ăn chúng ta, thì người ta sử dụng theo sinh lý, người ta dùng insulin tác động nhanh kiểm soát mỗi bữa ăn, và insulin tác động kéo dài kiểm soát đường huyết liên tục đó. Thì đây là cách chích cơ bản của insulin trong điều trị đái tháo đường tiếp 1 cũng như đái tháo đường tiếp 2 khi cần thiết đến cái độ nhiều mũi. Thì bây giờ chúng ta quay lại thuốc uống trong điều trị đái tháo đường. Thì thuốc uống trong điều trị đái tháo đường nó phụ thuộc vào cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường tiếp 2. Ví dụ như là nó liên quan đến cái tụy. Em thấy liên quan đến cái tụy thì nó là những cái loại thuốc kích thích tế bào tụy tiết insulin, ví dụ XU, giống như GLP-1 hoặc GLP-4. Thì đây là những loại thuốc mà kích thích tế bào tụy tiết insulin. Và liên quan đến ví dụ như dùng tác động lên hiệu ứng incretin, thì người ta thấy là những cái thuốc GLP-1 hoặc là những thuốc acarbose, những thuốc tác động lên gan men ly giải glucose ở ruột, tức là cắt đường vứt thành đường đơn, tức là alpha glucosida, ức chế gan men đó thì nó làm cho giảm sự hấp thu được, tại vì làm cho đường vứt không cắt thành đường đơn, không được hấp thu qua bờ vận chải, do đó cái đường phần đường nó vẫn lơ lửng trong ruột. Thì đó là cái chuyện mà tác động lên hiệu ứng incretin. Vai trò tác động trên thuốc mỡ, trên tế bào mỡ, ví dụ như nhóm TZD thì cái nhóm đó, hoặc là vai trò tác động đến ống thận và tác động đến kênh đồng vận natri glucosinolator, đó cái kênh mà hấp thu gluco và natri, nó ức chế cái hấp thu gluco và natri thì nó thải đường ra nước tiểu làm giảm đường trong máu. Và vai trò tác động của cái tăng sự hấp thu gluco ở cả cơ, ví dụ như vai trò giảm đề kháng insulin như TZD, hoặc là vai trò tác động dẫn truyền thần kinh, ứng truyền thần kinh và GNP và GNP1, vai trò của metformin tác động đến cái glucagon ở gan, ức chế ly giải glucogen vân vân. Thì đây là những cái mà nó là những cái thuốc giúp cho chúng ta kiểm soát đường huyết. Thì nên các bạn cho các em thấy rằng một số loại thuốc như XU, Bigunit tức là metformin, TZD, alpha glucosida, thì giúp giảm đường huyết đói, giúp giảm HbA1c, giống như là theo cái cơ chế tăng bài tiết insulin. À, thì đây là những cái loại thuốc cho chúng ta thấy rằng tác động giúp chúng ta kiểm soát đường huyết. Như vậy thì sau khi chúng ta có những cái thuốc, tất cả mọi thứ, thì chúng ta theo dõi bệnh nhân đái tháo đường như thế nào, thì chúng ta phải biết tầm soát những biến chứng cho bệnh nhân đái tháo đường, tức là biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn, và chúng ta tầm soát những bệnh lý kèm theo. Và chúng ta phải tầm soát bệnh lý mắt, tức là biến chứng mạch máu nhỏ đó, định kỳ hàng năm nếu bệnh nhân mới bị đái tháo đường, soi đáy mắt và khám để đánh giá các biến chứng chúng ta cần điều trị. Chúng ta cần tầm soát biến chứng thận, ví dụ chúng ta đo albumin niệu, ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, 5 năm sau chúng ta tầm soát biến chứng thận, tức là đo albumin niệu, đo albumin creatinine, vân vân, đo là thanh thải, vân vân. Thì đó là cái mà chúng ta đo tầm soát biến chứng thận. Trong đái tháo đường tiếp 2 thì vì đái tháo đường 2 diễn tiến có thể âm ỉ lâu dài, do đó bệnh nhân phát hiện mới phát hiện đái tháo đường tiếp 2, thường thường chúng ta nên tầm soát biến chứng thận luôn. Chúng ta nên tầm soát albumin trên creatinine niệu, hoặc là albumin, nồng độ thải albumin, hoặc là chức năng thận, vân vân. Thường thì nó thực hiện trung bình tùy mỗi cái đối tượng. Ví dụ đái tháo đường 2, nếu bệnh nhân mới chưa có biến chứng thì chúng ta tầm soát mỗi 5 đến 3 năm một lần. Thì đó quy trình tùy mỗi cái đơn vị, nó có quy định khác nhau. Chúng ta tầm soát biến chứng thần kinh, chúng ta khám những cái cảm giác bằng monofilament, cảm giác nông, cảm giác sâu, cảm giác trung rung thoa, cảm giác về xương, cảm giác sâu, vân vân. Thì đó là cách mà khi em khám lâm sàng sẽ hiểu cái chuyện đó. Và phòng ngừa bằng chân đái tháo đường, cái điều này là điều quan trọng nhất, tại vì các bạn trong đái tháo đường là biến chứng, trong ngoài những biến chứng về tim mạch, những thần kinh, thì biến chứng bằng chân đái tháo đường là nhiễm trùng, hoại tử. Đây là những cái mà rất rất
làm giảm chất lượng cuộc sống bệnh nhân đái đường và có thể là đe dọa tính mạng. Cho đó người ta có thể là gì, phòng ngừa loét, có thể là tránh những cái tình trạng gì, ngâm những cái nước nóng, ngâm nước nóng, hơi nước nóng, hoặc là ngồi tư thế không đúng, hoặc mân vớ quá chặt vân vân, thì đây là những cái mà nó ảnh hưởng đến tình trạng gì, tứ máu của bàn chân, ảnh hưởng đến nguy hiểm, là vì ví dụ như ngâm ngâm nước nóng thì có gì, bàn chân đái đường nó làm tổn thương thần kinh, cho nó giảm cảm giác, cho nên chúng ta không có nhận dạng được cái tình trạng cảm giác, không có cảm giác, do đó dễ bị phỏng, dễ bị nhiễm trùng vân vân, thì đó là cái mà phòng ngừa. Và chúng ta nguy hiểm nhất bệnh nhân đái tháo đường là vấn đề hạ đường huyết, tại vì khi chúng ta điều trị đái tháo đường bằng thuốc, kể cả insulin và thuốc uống, thì chúng ta cũng thấy là nguy cơ hạ đường huyết, do chúng ta phải biết là mức hạ đường huyết như thế nào. Tí nữa anh chia sẻ vấn đề hạ đường huyết, nhưng bây giờ thì em sẽ nhìn là mức hạ đường huyết là từ 80 trở xuống, dưới 60 là bắt đầu cực kỳ nguy hiểm rồi, 80 trở xuống, dưới 60 là bắt đầu nguy hiểm. Và mức đường huyết an toàn mà em nhìn thấy là từ 120 140 và có thể tới 180. Do đó đường huyết mục tiêu mà chúng ta coi là với 180, 100. Trong nội viện người ta nghĩ là ở mức độ đường huyết từ 140 110 là an toàn cho bệnh nhân. Và đường huyết cao hơn là đường huyết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thấp hơn cũng nguy hiểm. Đây là mức mà chúng ta coi cái mức đường huyết mà chúng ta nhận dạng. Như vậy thì khi mà hạ đường huyết chúng ta làm cái gì? Phải biết cái xử trí nó, nhận dạng nó. Bệnh nhân có thể vã mồ hôi, có bủn rủn chân tay, tim đập nhanh vân vân, có thể rối loạn tri giác, lơ mơ hôn mê vân vân, và có thể bệnh nhân sử dụng uống nước đường, ngậm kẹo hoặc theo dõi 50 phút, rồi có thể là nặng hơn, có thể truyền đường vân vân, thì đó những cái mà tí nữa mày hạ đường huyết anh chia sẻ. Như vậy thì rõ ràng là đái tháo đường là một bệnh lý càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tỷ lệ càng ngày càng cao trên thế giới. Đó là ảnh hưởng rất nó gì gia tăng và trở thành gánh nặng. Và bệnh đái tháo đường nó có nhiều cái cơ chế bình sinh riêng trong đái tháo đường type 2, còn đái tháo đường type 1 thì liên quan đến vấn đề tế bào beta tụy. Và điều trị đái tháo đường cũng là một vấn đề sử dụng thuốc và insulin. Và ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều thuốc để điều trị đái tháo đường, trong đó có nhiều thuốc đi những cơ chế bình sinh khác nhau, và chúng ta có thể phối hợp điều trị và có những guideline hướng dẫn trong điều trị đái tháo đường. Và do đó chúng ta kiểm soát đường huyết tốt, nhưng mà không phải là trong điều trị đường đơn thuần là chúng ta kiểm soát đường huyết, chúng ta kiểm soát đa yếu tố trong đó đường huyết, đói, đường huyết sau ăn, HB1C mục tiêu, huyết áp và chỉ số lipid máu. Đó là những cái mà chúng ta cần phải kiểm tra. Và vấn đề theo dõi của bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta phải có kế hoạch theo dõi những biến chứng thường gặp, theo dõi những biến chứng nguy hiểm, và vấn đề hạ đường huyết là vấn đề nguy hiểm mà chúng ta cần hiểu để tránh cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường khi chúng ta điều trị. Ở đây là những cái phần chính mà chia sẻ em cái bài này. Mấy em có thắc mắc gì không cái phần này? Bài này thì hơi nhiều. Các em thắc mắc gì vấn đề này không? Thầy xin hỏi. Nói đi, em nói đi em. Dạ, thích. Em hỏi cái mình khẳng định là cái tiếp 1, tiếp 2 đó thầy. Thế mình nếu mà làm cái xét nghiệm cho bệnh nhân đó, thì nếu mà cái HbA1c với cả cái GAD với cái ICA đó thầy, thì mình dựa vô cái đó thì mình có khẳng định được là bệnh nhân bị tiếp 1, tiếp 2 được không? Như thế này nè, để phân loại đái tháo đường á, thực sự nó cũng là một cái khó trong lâm sàng chứ không phải là dễ. Nó khó lâm sàng, tại vì tụi em mới học thì là tụi anh không muốn đi sâu vào cái đó. Nhưng mà để mà đơn giản nhất, người ta nói là để phân biệt tiếp 1 và tiếp 2, thường thường thứ nhất là em sẽ thấy tiếp 1 nó xuất hiện ở người trẻ, tiếp 2 nó xuất hiện ở người lớn tuổi. Là cái điểm đó là những điểm mà nó trung thành nhất chúng ta nhìn thấy. Đôi khi một số trường hợp tiếp 2 nó có thể tiếp 1 có thể xuất hiện ở người lớn tuổi cũng có, nhưng mà gọi là người ta gọi là tiếp 1 xuất hiện muộn. Hoặc là tiếp 2 có thể xuất hiện ở ở những cái người mà trẻ tuổi cũng có, nhưng mà đó là đái tháo đường ở những cái thể gọi là đơn gen. Đó, nhưng mà thật sự nó nhiều quá anh không muốn chia sẻ. Như vậy thì dựa vào cái tuổi là cái con trung thành nhất của đái tháo đường. Thứ hai là vấn đề về lâm sàng. Em để ý là đái tháo đường type 1 luôn luôn biểu hiện rầm rộ, và thường thường bệnh nhân có tình trạng thiếu hụt insulin, do đó nó có tình trạng gì? Bệnh nhân có thể là sụt cân rất nhanh, ốm. Type 2 nó cũng ốm, nhưng mà type 2 nó ít hơn, thường thường là có béo phì. Đó là vấn đề về lâm sàng. Và nếu bệnh nhân có nhiễm cetonasis thì chúng ta chắc chắn cái đó là type 1, thì nó tình trạng thiếu hụt insulin. Thiếu hụt insulin thì nó cái gì? Nó không sử dụng được glucose trong máu.
thì nó sẽ gì chuyển hóa những năng lượng khác để tế bào hoạt động, tức là chuyển hóa cái mỡ tế bào hoạt động. Thì khi chỉ chuyển hóa mỡ thì tạo ra những cái gì serotonin, trong đó axit hydroxybutyric vân vân, acetoacetic vân, thì chính cái đó là serotonin đó. Thì chính cái đó là nó gợi ý cho tình trạng thiếu hụt insulin. Đó là vấn đề lâm sàng. Như vậy thì để chẩn đoán nó như thế nào thì người ta hay làm, một người ta đo đo cái gì đo cái insulin, nồng độ insulin như thế nào. Thực sự ra cái đo nồng độ insulin và pro insulin nó không có chính xác lắm. Người ta mới đo nồng độ kháng thể, người ta đo C-peptide để đánh giá trung gian. Nếu mà C-peptide nó giảm thì chứng tỏ tế bào người ta tụy nó suy kiệt. Và ta đo nồng độ kháng thể, ví dụ kháng thể kháng tiểu đảo, ví dụ đo ICA hoặc là đo GAD vân vân. Thì nhưng mà những cái giá trị của ICA và GAD đó nó chỉ giá trị trong 20%, tức là bệnh nhân đáy thường tiếp một nhưng mà 20% dương tính thôi. Do đó nếu mà bệnh nhân âm tính chúng ta cũng không không nói được. Do đó nếu bệnh nhân dương tính thì chúng ta khẳng định đáy thường tiếp một, còn nếu bệnh nhân âm tính chúng ta cũng không nói được, cũng có thể đáy thường tiếp một. Cho đó em nhớ rằng như vậy. Như vậy thì nhưng thực sự ra thì không có nhiều nơi để đo được cái ICA và đo được cái GAD đâu. Do đó ít nơi, do đó một số trung tâm lớn. Như vậy thì dựa vào lâm sàng là chính. Ví dụ như bệnh nhân phát hiện khởi phát đái đường quá nhanh, sụt cân quá nhiều, chúng có tình trạng nhiễm cetonasit thì chắc chắn đái đường tiếp 1. Và xuất hiện người trẻ thường nghĩ về đái đường tiếp 1. Do đó phân loại trong đái đường tiếp 1 và tiếp 2 thực sự tương đối khó. Do đó em gặp ở người trẻ em hạn chế vấn đề sử dụng thuốc uống và nên sử dụng insulin. Tại vì đái đường một là tế bào beta tụy nó suy kiệt hoàn toàn rồi. Do đó sự sinh. Nếu mà em có bằng chứng đầy đủ trong người trẻ mà đái đường tiếp 2, ví dụ như béo phì, trẻ mà béo phì thì phần lớn ví dụ đái tháo đường body vân vân á, thì cái đó có thể là dùng thuốc uống được. Nhưng mà cái đó em phải có bằng chứng. Do đó phân biệt phân loại đái tháo đường thì em thấy nó vậy đó, nhưng thực sự ra tiếp 1, tiếp 2 đôi khi lâm sàng chúng ta khó lẫn lộn. Ví dụ như một người 45 tuổi vào viện vì cái nhiễm pseudoacid, nghĩ là tiếp 1 nhưng đó là tiếp 1 xuất hiện muộn LADA, tức là thể đó là thể LADA. Do nó nhiều thể lắm, anh không muốn chia sẻ nhiều tại vì tụi em nó rối. Em chỉ nắm là tiếp 1 đơn thuần, tiếp 2 thai kỳ và thứ phát là được rồi. Rồi em còn hỏi nữa không? Được, cảm thấy có em nào hỏi nữa không em? Alo, các em nào hỏi nữa không? Chúng ta học tiếp nha. Các Dạ em nào vâng hỏi thầy, tụi hả? em không có hỏi gì nữa. À cho anh học tiếp ha, học tiếp bài nữa nha, Hà đừng huyết luôn nha. Như vậy thì nãy mà em học em thấy chưa vậy? Thấy bài chưa? Dạ Em tôi thấy dạ bài. tôi em thấy rồi thì hôn mê hạ đường huyết xử trí rồi. À đúng rồi. À nãy các em nghe qua cái bài đái tháo đường rồi. Bây giờ anh chỉ chia sẻ một phần về vấn đề hôn mê hạ đường huyết xử trí. Thì hôn mê hạ đường huyết nó là một cái biến chứng cấp trong đái tháo đường. Nếu mà chúng ta không biết xử trí á, thì nó sẽ nguy hiểm. Cho bệnh nhân thì bệnh nhân có thể tử vong, có thể để lại di chứng nếu mà chúng ta cứu lại nó để lại di chứng. Do đó cái này là vấn đề hạ đường huyết thật sự quan trọng lắm. Vấn đề tăng đường huyết thì nó cũng là một sự thiết cấp cứu, nhưng tăng đường huyết nó có hai cái vấn đề, một là gì nhiễm pseudoxit, thứ hai là tăng đường thông máu vân vân, và hoặc là nhiễm trùng mà chia sẻ nãy đó. Nhưng cái hạ đường huyết là cái mà chúng ta gặp nhiều nhất. Các em nên nhớ là thường thường trong bệnh nhân đái tháo đường thì người ta nghiên cứu là 50% bệnh nhân đó, trong một năm người ta cũng có một cái cơn hạ đường huyết, tức là trong 50% nếu bệnh nhân đó thì có cơn hạ đường huyết, đặc biệt ở những người lớn tuổi và đặc biệt ở những người mà càng hạ đường huyết nhiều thì cái triệu chứng lâm sàng nó càng mơ hồ. Đó là lý do tại sao mà hạ đường huyết nó quan trọng như vậy. Và hạ đường huyết nó có rất nhiều biến chứng mà chúng ta anh chỉ đi sơ vào cái vấn đề hạ đường huyết thôi. Như vậy thì hạ đường huyết nó có định nghĩa như thế nào? Thực ra thì
thường thì nó ảnh hưởng, nó có tình trạng gì đường huyết nó thấp, à, tại vì đường huyết là một cái nguồn năng lượng cho những cái tế bào hoạt động, trong đó tế bào não. Em sẽ thấy là tế bào não nó sử dụng năng lượng glucose, do đó nó thiếu glucose ra là thì tế bào não nó sẽ hoạt động, thì nó sẽ chuyển hóa những cái thành phần khác nó sẽ hoạt động, thì nó ảnh hưởng đến đến hoạt động của tế bào. Do đó mức đường huyết nó dưới mức bình thường, và người ta coi như hạ đường huyết khi giá trị đường huyết dưới 3,9 mol. Và hạ đường huyết ngắn thì nó không có làm mất cái cơ chế điều hòa, nhưng mà nếu càng lâu hạ nhiều lần thì nó sẽ mất cái cơ chế điều hòa đường huyết. Như vậy thì định nghĩa hạ đường huyết nó dựa vào triệu chứng. Thứ hai nữa là cái kết quả học môn điều hòa đường huyết. Và đường huyết em thấy là mức đường huyết đó từ 45 đến 60 mg thì coi như hạ đường huyết trên lâm sàng, thực hành lâm sàng. Nhưng mà ở cái mức độ đó khi thấp hơn đó, nó biểu hiện là gì? Ý biểu hiện cho cái thần kinh, biểu hiện cho lâm sàng khác nhau. Ví dụ mức hạ đường huyết nặng đó, thì nó là khác. Tại vì thực nghiệm, nghiên cứu thực nghiệm á thì người ta thấy người ta có ở nhiều cái mức hạ đường huyết, nghiên cứu thực nghiệm á, ví dụ như hạ đường huyết dưới 30 39 thì có mức đường biểu hiện triệu chứng thần kinh, nhưng mà lâm sàng á, thì ở những người đường huyết dưới 39 người ta vẫn đôi khi khỏe, người ta vẫn khỏe. Do đó cái nghiên cứu trong thực nghiệm và nghiên cứu ngoài đời ngoài ngoài lâm sàng thì có những cái khác nhau. Do đó định nghĩa hạ đường huyết em sẽ đọc rất nhiều định nghĩa hạ đường huyết, rất nhiều định nghĩa hạ đường huyết. Tuy nhiên thì người ta vẫn tôn trọng cái vấn đề lâm sàng, tại vì nó liên quan đến vấn đề là vấn đề điều trị, liên quan đến vấn đề sinh mạng, cuộc sống sinh mạng của bệnh nhân. Do đó em sẽ thấy rằng là hạ đường huyết ở mức nhẹ nhẹ nè, thấy không, nặng hơn là dưới 50 và nặng hơn nữa hơn nữa. Tức là hạ đường huyết nhẹ là như thế nào? Hạ đường huyết nhẹ là bệnh nhân tự kiểm soát được, các bệnh nhân biết biết là triệu chứng. Và hạ đường huyết bắt đầu vừa là bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng thần kinh tự chủ. Triệu chứng tự chủ là ví dụ như bệnh nhân cảm thấy run tay, hồi hộp đến trong ngực lắm đó. Và hạ đường huyết nặng hơn thì bắt đầu là có triệu chứng thần kinh trung ương, triệu chứng thần kinh trung ương. Ví dụ lúc đó tri giác bắt đầu lơ mơ, tức là bắt đầu ù tai, chóng mặt, lơ mơ, rồi đi vào lú lẫn, rồi bây giờ hôn mê, vân đó là triệu chứng thần kinh, tức là nó thiếu đường trong tế bào não nó hoạt động. Do đó em sẽ thấy rằng do tác động của hệ thần kinh mà chúng ta có triệu chứng lâm sàng rất dễ chúng ta nhận dạng. Ví dụ triệu chứng thần kinh trung ương, triệu chứng thần kinh vô cảm, ví dụ vô cảm nè, vã mồ hôi, đánh trúng ngực nè, run, đó là những triệu chứng mà chúng ta gặp trong vấn đề hạ đường huyết. Hạ đường huyết nó có tần suất như thế nào? Em sẽ thấy rằng ví dụ trong một số nghiên cứu trong đái tháo đường tiếp 1, trong DCGT người ta thấy là khoảng 30% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 có nguy cơ hạ đường huyết một lần trong năm. Tỷ lệ bệnh nhân hạ đường huyết gấp 3 lần trong nhóm điều trị, tức là chúng ta điều trị tích cực á, thì nó có cái tình trạng hạ đường huyết càng càng cao. Cái ví dụ như là muốn kiểm soát hết đường huyết tốt, muốn kiểm soát HB1C dưới 6,5 hay dưới 7 thì nguy cơ hạ đường huyết càng lớn. Đó là lý do tại sao một số nghiên cứu mà người ta nói là nghiên cứu ACOR và người ta kiểm soát HB dưới 6 thì nó nhằm gia tăng tử vong do bệnh lý, do gì, do tim mạch, do nguy cơ là do vấn đề là hạ đường huyết. Ví dụ trong nghiên cứu du ki bé xong đái đường tiếp 2, người ta thấy rằng 30 đến 35% đái đường tiếp 2 có vấn đề hạ đường huyết trong các can thiệp, và người ta vẫn thấy 2 đến 4% bệnh nhân tử vong do nhân hạ đường huyết. Đó. Do đó em sẽ thấy rằng rõ ràng là hạ đường huyết là một vấn đề lớn. Ví dụ tiếp 1 cũng thấy là khoảng 50%, tiếp 2 16% trong năm đó. Tùy nghiên cứu nó khác nhau cho chúng ta những con số khác nhau. Như vậy thì đường hạ đường huyết nó vẫn có cái cơ chế điều hòa, cái điều hòa đường huyết. Cơ chế điều hòa quan trọng nhất là những cái mà chúng ta thường thấy glucagon, tức là khi đường huyết ở ngoài biên nó thấp thì gì, thì tế bào alpha tiết là glucagon kích thích gì ly giải, tế bào gan nó kích thích ly giải glucogen ở gan để làm tăng lượng. Đi bên cạnh đó những tế bào như là tiết ra thượng thận tiết ra epinephrine, norepinephrine và cortisol hoặc hormone tăng trưởng, những tế bào này đều tác động đi qua cơ chế glucagon hết. Ví dụ như epinephrine, norepinephrine, cortisol vân thì cũng tác động qua glucagon, cũng làm thì ly giải glucogen ở gan. Do đó em cũng thấy là nó giống như là glucagon tác động glucogen ở gan, tăng tạo đường hết. Tất cả mọi cái cơ chế nó đi đi qua cơ chế chung glucagon hết. Rồi. Vấn đề thứ hai, nhìn lại cái cơ chế điều chỉnh đường huyết, ví dụ như em thấy là tăng nồng độ insulin, ví dụ như là cơ chế hạ đường huyết này liên quan đến vấn đề là điều chỉnh hạ đường huyết.
ví dụ như sự mất cân bằng của đường huyết nè. Thì làm cái gì? Khi đường huyết hạ thì điều chỉnh hạ đường huyết luôn luôn là liên quan đến nhiều cái vai trò mà em nhìn thấy, vai trò của insulin, vai trò của những cái yếu tố mà nó tiết ra, ví dụ như vai trò của lưu gông, đấy là cơ chế điều chỉnh hạ đường huyết. Thì cái cơ chế này thì nói chung là rất đơn giản, nó liên quan đến vấn đề lưu gông hết, lưu gông đó. Thì tế bào tơ tủy tiết glucagon mà em thấy là trong tuần hoàn tăng ly lãng glucagon ở gan, như cái mà cái anh chia sẻ hồi nãy đó, nó làm tăng đường huyết, và chính đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy trong vấn đề điều chỉnh. Ví dụ như đường huyết nó tăng thì tăng tiết bài tiết insulin, tăng bài tiết insulin trong tuần hoàn, thì đây là cái cách này rất dễ khi chúng ta hiểu về các cơ chế điều chỉnh đường huyết trong cơ thể. Vai trò epinephrine, em thấy là vai trò trong hạ đường huyết, epinephrine nó tác động lên nè tế bào beta tụy, nó ức chế nè, giảm bài tiết insulin, kích thích tế bào beta, tăng tiết glucagon, mà chính như vậy tăng ly giải gluco ở gan, và tương tự tác động đến cơ cũng vậy, tăng ly giải gluco ở cơ đó, và tác động tế bào mỡ cũng vậy. Đó là cái mà chúng ta nhìn tác động của epinephrine. Như vậy thì đó là cái mà cơ chế điều hòa đường huyết thực sự ra nó liên quan đến glucagon. Quan trọng nhất em hiểu là nó liên quan. Như vậy thì nguyên nhân hạ đường huyết trong đái tháo đường là gì? Chắc chắn là nguyên nhân hạ đường huyết trong đái tháo đường là thường thường là bệnh nhân phải sử dụng đường, sử dụng thuốc hạ đường huyết. Gặp ở người già, gặp ở người đang điều trị đái tháo đường lâu năm, gặp ở những người là ăn uống kém, ví dụ bệnh nhân ăn uống kém, hoặc là người ta vận động quá sức làm tăng tiêu thụ đường, hoặc là bệnh nhân kiểm soát được HbA1c quá thấp, hoặc là tiền căn hạ đường huyết, nghiện rượu vân vân, nghiện rượu thì tổn thương tế bào gan vân vân, cái dự trữ glucogen ở gan nó kém vân vân, thì đó là những yếu tố mà dễ nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường. Thường thường là nó có những yếu tố mà em sẽ gặp vấn đề hạ đường huyết, thì có thể hạ đường huyết đói, hạ đường huyết sau ăn, hạ đường huyết đói, ví dụ nó xảy ra 5-6 giờ sau ăn. Cơn hạ đường huyết thường thường nó xuất hiện vào ban đêm, ban đêm thì thứ nhất hoặc là sau vận động nhiều. Hạ đường huyết do nguyên nhân thực thể có thể nghĩ đến, ví dụ khi hạ đường huyết thì em phải nghĩ đến cái tâm chứng huyết bô, một cái tâm chứng mà nó chứng minh rằng là vấn đề này là hạ đường huyết rõ ràng. Ví dụ như bệnh nhân phải có triệu chứng hạ đường huyết khi đói, và triệu chứng hạ đường huyết khi đói là ví dụ bủn rủn, vã mồ hôi, đánh trúng ngực vân vân, thì đó là cái triệu chứng hạ đường huyết. Có triệu chứng hạ đường huyết do triệu chứng thần kinh, ví dụ nặng hơn triệu chứng thần kinh thần bương, lú lẫn lơ mơ hôn mê, đó là triệu chứng hạ đường huyết khi đói. Và bệnh nhân khi chúng ta đo đường huyết chúng ta thấy nó thấp, ví dụ như em đo đường huyết nhiều lần thấy nó từ 40 đến nhỏ hơn 80 mg trên decilit, và khi chúng ta cho bệnh nhân uống đường hoặc là chúng ta truyền đường thì nó trở về bình thường, bệnh nhân khỏe lại, thì cái đây là tâm chứng huyết bô. Tâm chứng huyết bô này nó có giá trị, rất giá trị trong cái chẩn đoán hạ đường huyết, để chúng ta phân biệt với một số yếu tố khác, ví dụ bệnh nhân tri giác lơ mơ do nguyên nhân khác, ví dụ lơ mơ do hạ đường huyết, chúng ta có cái tâm chứng huyết bô, chúng ta cho bệnh truyền đường bệnh nhân tỉnh, đây là rõ ràng rất rõ. Đây, tâm chứng huyết bô là nguyên trung thành của vấn đề là hạ đường huyết. Hạ đường huyết do thuốc, ví dụ hạ đường huyết do thuốc là bệnh nhân dùng thuốc quá liều, ví dụ insulin SU, hoặc bệnh nhân đang dùng thuốc mà bỏ bữa, hoặc bệnh nhân dùng thuốc mà bệnh nhân có thể là suy gan, hoặc một số thuốc hạ đường huyết như là em sẽ nhìn một số thuốc khác, ví dụ như là probenlon hoặc ức chế men chuyển kháng đông, nó có thể gây tình trạng hạ đường huyết. Hạ đường huyết do rượu và do tình trạng tổn thương gan, mất cái khả năng thì dự trữ glucagen ở gan, hoặc là tế bào beta tụy, insulinoma, tức là tế bào beta, u tế bào beta, u tế bào beta tiết ra nhiều insulin, thì đây là những cái mà hạ đường huyết mà chúng ta có thể là thường gặp. Hạ đường huyết trong một số bệnh lý gan thận, ví dụ như do tổn thương gan, tổn thận nó thay đổi chuyển hóa thuốc, ví dụ dùng thuốc gây tình trạng hạ đường huyết, giảm tốc độ chuyển hóa thức ăn ở dài dài xuống ruột, hạ đường huyết do suy dưỡng, do nhiễm trùng, do lọc thận vân vân, thì nhiều cái yếu tố, hoặc là giảm sự phóng thích glucose, đây là hạ đường huyết. Hạ đường huyết sau ăn, hạ đường huyết sau ăn thường thường là ví dụ mình ăn rồi mà vẫn có tình triệu chứng hạ đường huyết, thường thường gặp ở một số trường hợp là gì? Cắt bệnh nhân cắt 2/3 dạ dày, cắt thần kinh 10 hoặc là cắt bỏ thực quản, nên thường thường cái cơ chế người ta vẫn thấy rằng, tức là thường thường là hội chứng dopamine
tức là nó gọi hội chứng Dambin. Nếu mà em đi lâm sàng em sẽ thấy rằng mấy bác sĩ ngoại khoa người ta là sau khi cắt hàng bài dạ dày thì bệnh nhân không có cái tình trạng gì hạ đường huyết sau ăn, tức là sau khi ăn bữa ăn rồi nhưng bệnh nhân có vẫn có cái triệu chứng bủn rủn vã mồ hôi đánh trúng ngực vân vân, thì hạ đường huyết nó thường người ta nó cơ chế bình sinh là do gì, do gluco. Sau khi chúng ta cắt 2/3 dạ dày thì gluco lẽ ra nó được gì giữ hay dạ dày trong vòng sau khi chúng ta ăn vào nó được thức ăn được giữ dạ dày và nó xuống ruột trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau đến 4 tiếng sau, thì 2 tiếng sau thì dạ dày nó trống. Thì bây giờ cắt 2/3 dạ dày do đó nó đi xuống rất nhanh ruột non, và chính xuống thức ăn xuống rất nhanh ruột non thì kích thích tế bào eo và tế bào ca ở hổng tràng và ruột non đó, nó tăng tiết GNP và GN1, hai cái chất mà em nghe nói hồi nãy insulin đó, nó tác động lại tế bào của ta tùy tiết ra insulin. Tiết insulin do nó chính cái tình trạng tăng insulin nhanh, và lúc đó là gì, đường huyết carbonhydrate chưa kịp hấp thu vào trong máu để làm tăng đường nhưng mà đã bài tiết insulin rồi, do đó nó gây tình trạng hạ đường huyết, và đó là hạ đường huyết sau ăn hay gặp ở những cái người mà cắt dạ dày và một số trường hợp là cắt thực quản vân vân, thì đó là trường hợp mà lâm sàng nó hay gặp. Như vậy thì thực sự ra hạ đường huyết sau ăn em đi lâm sàng em mới gặp, chứ thường ít có khi là trường hợp chúng ta gặp. Ý cái trường hợp bình thường thì bệnh lý mà không có can thiệp ngoại khoa mà có hạ đường huyết sau ăn lắm rồi. Như vậy thì chẩn đoán hạ đường huyết, hôm nay hạ đường huyết như thế nào thì nhớ là luôn luôn là quan sát bệnh nhân, quan sát bệnh nhân coi là bệnh nhân có cái triệu chứng bất thường hay không. Ví dụ như bệnh nhân đang nói chuyện với mình thì bệnh nhân tự nhiên nói lắp, tự nhiên nói lạc về chủ đề, tự nhiên nói không có đúng vân vân, thì đó bắt đầu là có những cái gì thiếu hụt có tình triệu chứng thần kinh, tức là bệnh nhân có cái triệu chứng thần kinh đã, tức là bắt đầu có triệu chứng lơ mơ lú lẫn rồi đó. Thì em phải coi cái vấn đề này, phân biệt với những cái nguyên nhân thần kinh đó, chúng ta có thể là thử đường ngay để chúng ta biết là coi chừng ta được biết. Cái quan trọng nhất là phải khai thác bệnh sử. Ví dụ như bệnh nhân hạ đường huyết á, em phải thông báo bệnh nhân có dùng thuốc hay không, có dùng thuốc hay không, dùng thuốc đái tháo đường hay không. Nếu bệnh nhân có dùng thuốc mà có cái triệu chứng này thì coi chừng đây triệu chứng hạ đường huyết do thuốc. Hoặc là bệnh nhân có gì, bệnh nhân có tiền căn nhân đái tháo đường, hoặc là những bệnh lý là đau thiếu nội tiết, nó có liên quan đến vấn đề u tế bào beta tụy, tiết ra insulin vân vân, thì đó là cái triệu chứng hạ đường huyết. Bệnh nhân có tiền căn nghiện rượu, bệnh nhân có số nội khoa đi kèm, ví dụ như là có số bệnh lý mà nó gây tình trạng thiếu hụt hormone, ví dụ như là suy thận thẳng, gây thiếu cortisol thì nó dễ nguy cơ hạ đường huyết vân vân, thì đó là cái một vấn đề luôn luôn tiếp cận bệnh nhân chúng ta phải đi theo cái trình tự khai thác bệnh sử là quan trọng nhất. Đi khám lâm sàng thì nhớ là đầu tiên khám lâm sàng chắc chắn thì em nhớ là về lâm sàng tiếp cận bệnh nhân là bệnh nhân phải có triệu chứng hoặc khai vã mồ hôi đánh trúng ngực. Đoan đầu mệt vã mồ hôi tức là triệu chứng thần kinh giao cảm. Sau đó nó với triệu chứng thần kinh trung ương, lú lẫn, lơ mơ và hôn mê, đó là cái mà chúng ta thường gặp. Và nhớ rằng đây là những triệu chứng thường, để triệu chứng này là gì, do ví dụ hạ đường huyết thì nó sẽ cái gì, nó gây triệu chứng hạ đường huyết thì cơ chế điều hòa đường huyết là cơ thể chúng ta tiết ra adrenaline và noradrenaline, là chính adrenaline và noradrenaline nó làm cho bệnh nhân gì run tay, nó làm cho bệnh nhân đánh trúng ngực, làm cho hồi hộp, đôi khi nó làm yếu cơ vân vân, thì đó là cái triệu chứng khám lâm sàng. Và chúng ta lấy máu, chúng ta sẽ lấy máu định lượng gluco trong máu, ví dụ như là nồng độ từ 50 đến 55 thì coi như hạ đường huyết. Nếu mà trường hợp nhỏ 30 thì hạ đường huyết nặng, và chúng ta tìm những yếu tố thúc đẩy, ví dụ như nhiễm trùng, và ngay cái hạ đường huyết cũng gây biến chứng. Cho nên chúng ta đầu tiên chúng ta tìm yếu tố thúc đẩy gây hạ đường huyết, ví dụ như bệnh nhân nhiễm trùng này, bệnh nhân nhồi máu cơ tim này, những tai biến mổ não này, bệnh nhân suy gan suy thận uống rượu vân, thì đó là yếu tố thúc đẩy. Sau đó chúng ta phải tìm những cái biến cố của hạ đường huyết tổn thương. Ví dụ hạ đường huyết nó gây tình trạng gì, nó có thể gây tình trạng là loạn nhịp tim. Hạ đường huyết nó tác động lên vấn đề tim mạch, có thể gây tình trạng loạn nhịp tim. Hạ đường huyết ban đêm có thể gây tình trạng loạn nhịp và có thể ngưng tim. Hạ đường huyết ban ngày có thể gây tình trạng là gì, thiếu máu cơ tim, loạn nhịp, rung nhĩ. Hạ đường huyết ban đêm có thể tình trạng là rung nhĩ, có thể loạn nhịp, có thể loạn nhịp thấp, có rung thấp vân vân, có thể. Đó lý do người ta nói hạ đường huyết ban đêm nguy cơ tử vong nhiều hơn hạ đường huyết ban ngày. Như vậy thì để chẩn đoán xác định như thế nào, thì chẩn đoán xác định là gì, xem nếu bệnh nhân đã điều trị insulin hay không, thì xem có bệnh nhân dùng thuốc thì bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết rất cao.
dựa vào triệu chứng lâm sàng, dựa vào triệu chứng và chúng ta đo nồng độ đường trong máu là cái quan trọng nhất. Hạ đường huyết ở bệnh nhân mà không bị đái tháo đường á, hay không bị đái tháo đường thì em nhớ là bệnh nhân phải tâm quay quay lại cái tâm chứng huyết bô. Tức là tâm chứng bô nó gồm gì? Có triệu chứng hạ đường huyết, thứ hai cái nồng độ đường huyết thấp, và thứ ba là khi chúng ta truyền đường vào thì chúng ta bệnh nhân tỉnh lại. Thì đúng đó, nếu bệnh nhân không có đái tháo đường mà có cái tâm chứng huyết bô thì chúng ta mới nghĩ hạ đường huyết cho thuốc. Còn nếu bệnh nhân mà rối loạn tri giác mà em truyền đường mà bệnh nhân không tỉnh lại thì coi chừng là rối loạn tri giác này không phải là do hạ đường huyết mà do những nguyên nhân khác, ví dụ tai biến mạch máu não, nhồi máu não hoặc là xuất huyết não vân vân, thì đó những cái mà hoặc là rối loạn tri giác do nhiều nguyên nhân chuyển hóa khác không phải là do đường. Như vậy thì chẩn đoán mức độ hạ đường huyết như thế nào, mức độ nhẹ thì mà em thấy là triệu chứng lâm sàng nó biểu hiện vô cảm thôi đó. Vô cảm tức là bệnh nhân có hầu hộp đến trong ngực và run tay thôi. Rồi ở mức độ nặng hơn là triệu chứng thần kinh trung ương, triệu trung ương cảm giác mất khả năng tập trung vân, thì mức đường huyết nó tương đối thấp hơn. Nhưng tuy nhiên thì mức đường huyết nó tương đối thôi chứ không phải là khẳng định là khi khi bệnh nhân hạ đường huyết. Đôi khi bệnh nhân đường huyết, ví dụ như bệnh nhân đường huyết 90 thì bệnh nhân vẫn có triệu chứng lơ mơ, rối loạn tri giác do cái mức đường huyết của mỗi người khác nhau. Và trường hợp nặng hơn là bệnh nhân có cái rối loạn đường huyết mà có rối loạn ảnh hưởng đến thần kinh. Ví dụ bệnh nhân là rối loạn tri giác, bệnh nhân nặng hơn có thể là nó co giật hôn mê vân vân, thì đó có mức đường huyết thì người ta nói là 28, 28, nhưng thực sự ra cái mức đường huyết này đôi khi ở những bệnh nhân 50, 60 người ta vẫn vẫn đã bị rồi, 50, 60 cũng bị rồi. Như vậy thì đó là những cái mà mức độ nặng ở mức độ tương đối thôi, tương đối trong nghiên cứu khác và trong lâm sàng khác nhau, nó không có hoàn toàn giống nhau con số. Và chẩn đoán phân biệt hôn mê hạ đường huyết thì hôn mê sau chấn thương sọ não, hôn mê do tai biến mạch máu não, hôn mê do huyết cao, hôn hạ natri máu, nó cũng có tình trạng rối loạn tri giác hôn mê, hôn mê do tăng đường huyết, nó hôn mê do ngộ độc, do nhiễm trùng thần kinh cũng như là co giật về động kinh, thì đó là những cái này. Như vậy thì xử trí như thế nào thì chắc chắn là ở mức độ nhẹ, trung bình, nặng chúng ta xử trí khác nhau. Mức độ nhẹ và trung bình tức là bệnh nhân tỉnh đó, đầu tiên chắc chắn là phải ngưng ngưng cái thuốc hạ đường huyết, ngưng thuốc uống hay thuốc chích gì đó, và thử máu kiểm tra lại lần hai. Nếu bệnh nhân tỉnh chúng ta có thể là cho bệnh nhân uống nước đường, sử dụng glucose hoặc là cho ăn bánh ngọt kẹo vân vân, thì đó người ta là người ta sử dụng cái nguyên tắc 15 tức 15 gram đường, 15 gram đường hoặc là một muỗng cà phê, một muỗng canh đó, nó tương tương ứng 15 gram đường, nguyên tắc 15, chờ 15 phút bệnh nhân tỉnh hay không, lặp lại 15 15 lặp lại 2 3 lần, nếu mà không tỉnh thì cho bệnh nhân nhập viện, thì đó là nguyên tắc 15. 15 15 gram đường đó em sẽ thấy là như là một một muỗng canh đường, một muỗng canh đường hoặc là ví dụ như là nước ngọt ha, một nửa lon nước ngọt 15 gram đường sử dụng nếu bệnh nhân tỉnh. Thì bệnh nhân tránh sử dụng đường thuốc khi bệnh nhân hạ đường huyết, tránh sử dụng đường thuốc thì đường thuốc nó là tạo ngọt thôi, nó không có năng lượng, do đó tránh sử dụng đường thuốc. Và bệnh nhân hạ đường huyết nặng thì em có thể dùng glucose ưu trương để truyền, ví dụ như dùng glucose 30 đến 50% truyền tim nhanh, ví dụ như 20 đến 50 ml. Sau đó chúng ta dùng chích glucagon, chích glucagon để cái gì, để là tăng ly giải glucose đến gan, chích 1 mg ống tim bắp. Có thể lặp lại 10 đến 20 phút và không sử dụng bệnh nhân lưu gông ở bệnh nhân sơ gan, bệnh nhân rượu nặng vâng, thì đó là từ vì cái gan nó có dự trữ glucogen kém rồi, cho nó không không có tác dụng. Có thể dùng hydrocortisone tim mạch nếu nghi ngờ suy thận thận, suy thận thiếu cortisone thì nó cũng làm giảm và giảm, do đó em phải nhớ sử dụng, có thể sử dụng thêm hydrocortisone. Và điều trị nguyên nhân, điều chỉnh thuốc, ví dụ nguyên nhân cho thuốc chúng ta điều chỉnh thuốc. Ví dụ như nguyên nhân sơ gan, suy giáp, suy thận vân, chúng ta điều chỉnh. Ví dụ nhân hạ đường huyết do insulinoma, u tụy, u tế bào ta tụy insulin, chúng ta phải can thiệp phẫu thuật. Và trong các cấp cứu hạ đường huyết chúng ta có thể duy trì, nếu mình tỉnh thì có thể cho chúng ta cho ăn lại. Bệnh nhân không ăn được thì chúng ta sẽ truyền glucose và theo dõi đường huyết dựa vào cái tình trạng theo dõi đường huyết bệnh nhân. Ví dụ dùng những loại thuốc bán hủy kéo dài, ví dụ trước đây là dùng diabetes glomerate thì có thể là kéo dài đến 4 5 ngày, do đó em có phải theo dõi đường huyết liên tục và kiểm tra những cái biến cố trong hạ đường huyết, ví dụ như đo ECG, theo dõi nhồi máu cơ tim, theo dõi mạch vành, theo dõi căn huyết áp, thì đây là những cái biến cố trong vấn đề hạ đường huyết.
và phòng ngừa như thế nào trong vấn đề hạ đường huyết, thì không nên sử dụng áp dụng một tiêu chuẩn hạ đường huyết thấp cho bệnh nhân lớn tuổi hàm bệnh lý mãn tính. Tại vì khi bệnh nhân càng lớn tuổi, bệnh nhân hạ đường huyết nhiều lần thì cái triệu chứng nó mơ hồ và cái giá trị đường huyết nó không có tương ứng với cái triệu chứng. Do đó nhớ nhớ là khi bệnh nhân hạ đường huyết nhiều lần thì triệu chứng đôi khi ví dụ như hạ đường huyết nhiều lần còn mất cái triệu chứng lâm sàng, họ chỉ tới khi em thấy là hạ đường huyết nặng, họ chỉ đi là bỏ qua giai đoạn nhẹ mà đi vào nặng luôn. Đôi khi lúc em thử đường huyết thấp lắm, đôi khi có người 20, đôi khi có những người hạ đường huyết ở mức 100 mà em vẫn thấy là triệu chứng lâm sàng của hạ đường huyết. Và nhớ quan trọng là giúp cho bệnh nhân hiểu được các vấn đề triệu chứng hạ đường huyết và xử trí tại nhà là nguyên tắc 15, cho uống 15 gram đường, uống nước ngọt vân vân. Thì trong nguyên tắc 15 lặp lại 15 phút hai ba lần, nếu không được là nhập viện. Khi bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc uống á, nghi ngờ do thuốc uống thì chắc chắn chúng ta phải ngừng thuốc uống và chỉnh lại vấn đề thuốc uống. Nhớ là vấn đề phòng bệnh là quan trọng nhất á. Và phải hướng dẫn cho bệnh nhân phải tuân thủ điều trị. Đôi khi bệnh nhân họ thấy cái viên thuốc tiểu đường nó nhỏ, họ thấy ủa sao uống có viên 15 mà ví dụ uống có viên 2 mg họ tăng liều lên 40 g, 80 g vân vân, là chính có nguy cơ bệnh nhân không tuân thủ đó, họ bị đẩy cái vấn đề hạ đường huyết. Do đó vấn đề là nhớ khi bệnh nhân sử dụng thuốc tiểu đường phải hướng dẫn cho bệnh nhân là triệu chứng hạ đường huyết và dạy cho bệnh nhân phải tuân thủ, bảo nhân tuân thủ, tránh tăng liều tự tiện hoặc là bỏ thuốc vân vân, bỏ chế độ ăn vân vân, thì đó là những sai lầm mà nguy hiểm cho bệnh nhân đây đấy thôi được. Như vậy thì hạ đường huyết thực sự ra là một cái biến cố, biến chứng của đái tháo đường nếu mà chúng ta đã hạ đường huyết trong điều trị đái tháo đường. Còn hạ đường huyết do những nguyên nhân khác, ví dụ insulin nôn vân vân, do bệnh lý xơ gan vân vân, thì hạ huyết là nhịn ăn vân vân, thì đó là hạ huyết do nhiều nguyên nhân khác. Thì tương đối thực sự là khi tiếp cận bệnh nhân hạ đường huyết, chúng ta phải tìm nguyên nhân hạ đường huyết là gì. Phần lớn chúng ta hay gặp là bệnh nhân hạ đường huyết do đái tháo đường. Do đó chúng ta cần phải đánh giá kỹ ngay từ ban đầu nguyên nhân hạ đường huyết và phải phân biệt được cái hạ đường huyết triệu chứng hôn mê này do hạ đường huyết hay là do những nguyên nhân khác. Và nhớ rằng tâm chứng huyết bô là cái quan trọng nhất trong hạ đường huyết để chẩn đoán hạ đường huyết, khẳng định là hạ đường huyết. Ví dụ bệnh nhân có triệu chứng có đường huyết thấp và khi truyền đường bệnh nhân tỉnh, đó là ba cái vấn đề gọi là tâm chứng huyết bô, vấn đề trong hạ đường huyết. Và khi bệnh nhân hạ đường huyết chúng ta xử trí tích cực, ở mức độ hạ đường huyết nặng chúng ta phải truyền đường, hạ đường huyết là hạ đường huyết nhẹ là nhẹ thì bệnh nhân có thể ăn uống phục hồi và giảm thuốc và căn dặn bệnh nhân là cẩn thận trong vấn đề là bỏ ăn hoặc là cẩn thận trong vấn đề dùng thuốc. Đấy những phần chính nói về hạ đường huyết trong bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy thì em có thắc mắc gì vấn đề này không? Alo. Alo. Dạ không. Em Không thắc phải mắc đâu. gì không? Nghe 1 tiếng rưỡi, tụi em hơi mệt đúng không? Có thắc mắc gì không? Tụi em có câu hỏi gì không? Câu hỏi thì cho em hỏi, em gửi mail đi rồi anh sẽ trả lời cho. Hôm trước tụi em cho cái mail rồi đúng không? Để anh sẽ gửi cái bài quật qua mail để cho em đọc. Em có thắc mắc gì không vậy? Dạ thầy ơi, dạ thầy thầy cho em hỏi cái hạ đường huyết này thầy nó khác với những cái kia, có phải là do là nó kèm theo những cái phản ứng của cái thần kinh giao cảm nữa có đúng không thầy? Tại vì nó sẽ tăng epinephrine rồi, còn những em thấy những cái nguyên nhân mà gây 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 triệu chứng thần kinh khác á, là em thấy nó chỉ tác động lên trên não thôi, còn em thấy cái hạ đường huyết này á, là nó có thể gây ra những cái giao cảm nữa, nó có đúng không thầy? Đâu là em nghe nè, cái hạ đường huyết luôn có một cái cơ chế điều hòa. Khi đường huyết em thấp thì nó có một cơ chế điều hòa đường huyết. Cơ chế điều hòa đường huyết thì liên quan đến sự tiết của hormone, liên quan đến sự ly giải glycogen ở gan, liên quan đến hormone đó. Thì khi hạ đường huyết thì nó sẽ có tác động với triệu chứng, là triệu chứng đầu tiên đó, triệu chứng giao cảm. Triệu chứng giao cảm là triệu chứng gì? Triệu chứng giao cảm là triệu chứng thần kinh mà em hay gặp đó, ví dụ như run tay, vã mồ hôi, đánh trúng ngực á. Và triệu chứng giao cảm này là do gì? Do tác động của các adrenaline và noradrenaline trong cơ chế điều hòa đường huyết. Ví dụ như khi bệnh nhân hạ đường huyết thì gì, cái thượng thận nó tiết ra epinephrine, adrenaline, noradrenaline á, tức là epinephrine thì nó tác động đến thần kinh giao cảm, nó làm cho em cảm thấy run tay, hồi hộp, đánh trúng ngực, mạch nhanh, được chưa? Khi đường huyết hạ đường huyết nặng hơn
nặng hơn thì mức độ hạ đường huyết nặng hơn thì nó tình trạng thiếu hụt glucose ở tế bào não, lúc đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng của thần kinh trung ương. Triệu chứng thần kinh trung ương là bệnh nhân bắt đầu lú lẫn, bệnh nhân chóng mặt, nhức đầu, chóng mặt, lú lẫn, lơ mơ, hôn mê, tức là ban đầu lú lẫn rồi đó, tức là nó thiếu đường trong tế bào não, bắt đầu nó lú lẫn xong bắt đầu nó lơ mơ, nó nhảm, nặng hơn, nó vào hôn mê. Như vậy thì em sẽ thấy luôn luôn hạ đường huyết nó đi đến giai đoạn đầu là triệu chứng của thần kinh giao cảm, được chưa? Giai đoạn 2 là triệu chứng thần kinh trung ương, nó đi hai cái giai đoạn như vậy. Nhưng tuy nhiên ở những người lớn tuổi hoặc là những người bệnh nhân đái tháo đường bị hạ đường huyết nhiều lần á, thì nó lu mờ cái triệu chứng thần kinh giao cảm mất đi. Thần kinh giao cảm như là run tay vã mồ hôi, đôi khi họ không có mà họ đi vào cái hôn mê đột ngột, tại vì nó bị hạ đường huyết nhiều lần á, thì nó mất cái triệu chứng thần kinh giao cảm luôn, và nó đi vào cái hôn mê đột ngột. Do đó về mặt sinh lý á, luôn luôn cơ chế điều hòa đường huyết là nó có liên quan đến cái vấn đề của thần kinh giao cảm, của cái cơ chế điều hòa liên quan đến bài tiết hormone. Trong đó em sẽ thấy là adrenaline, lại lên cortisol, RH. Đó, như vậy đó thôi. Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Em hiểu rồi hả? Như Rồi. vậy nha thầy, em hỏi như vậy là ví dụ như em nói hạ do bị em nói ví dụ như bị mình như một người bình thường á, thì ví dụ như một người bình thường mà họ bị ure máu cao hoặc là bị hạ hạ na na na, na hạ sodium máu, thì là cái giao cảm đó nó sẽ không có phải là nó sẽ không có Họ nhiều đúng không thầy, nó chỉ có là bị cái đúng triệu chứng thần thần kinh thôi, họ chỉ có hôn mê thôi. hôn mê thôi, cho nên là mình phân biệt được. Còn nhưng mà ở những cái người già hay là những người mà bị nhiều lần á, cái hạ đường huyết á, nó bị nó cái giao cảm nó không có còn rõ Đúng ràng nữa, rồi, cho nên là mình mới phải đi phân biệt với những cái nguyên nhân khác mà gây ra triệu chứng thần kinh đúng không thầy? đúng rồi, đúng rồi, Dạ rồi, dạ rồi đúng em rồi. hiểu. Nhưng mà đôi khi em không có tiếp cận bệnh nhân được giai đoạn sớm đâu, thì họ tới với em với giai đoạn mê mất rồi. Dạ. Đôi khi họ tới với em giai đoạn mê mất, em tiếp cận họ gặp giai đoạn mê, thì lúc đó em phải phân biệt với hôn mê hạ đường huyết, phân biệt với những hôn mê khác, là Vâng. em nhìn lại cho bệnh nhân có tiền căn dùng thuốc không, bệnh nhân có tiền căn ít chích insulin không, bệnh nhân có đang điều trị mà bỏ thuốc không, bệnh nhân có triệu chứng hạ đường huyết trước đó không, để em phân biệt với những hôn mê khác, ví dụ như hôn mê do suy thận, ure huyết cao, hôn mê do hạ natri, hôn mê, tức là em phải phân biệt, tức là mình tiếp cận của nó. Đôi khi mình ở cái giai đoạn mà bệnh nhân vô hôn mê thì mình không có khai thác được cái gì hết, nhưng mà em biết cái triệu chứng lâm sàng của hạ đường huyết được. Được chưa? Dạ rồi. Em cảm ơn thầy. Rồi em còn thắc mắc nữa không? Không có thì chúng ta nghỉ nghỉ ha, rồi bữa sau, ngày mai em sẽ học, chiều mai em học sớm được không? Chiều. Dạ, học học là mấy giờ thầy? Không, nếu nếu mà không học sớm được thì mai em sẽ nhờ bác sĩ Hen dạy cho tụi em, rồi ngày thứ sáu anh sẽ dạy thế cho em lại Dạ, nha. vậy mình học mấy giờ thầy ơi? Anh thôi, để anh nói bác sĩ Hen dạy thế cho em. Mai thì anh kẹt có cuộc họp buổi chiều, thành ra là anh sẽ nhờ bác sĩ Hen dạy thế cho anh trước ngày đó, rồi anh sẽ dạy thứ sáu đúng không? Thứ sáu Dạ. anh dạy thứ sáu nha, báo lại với em ha, để anh nói bác sĩ Hen có gì liên lạc với bác sĩ Hen nha, để anh nói cho bác sĩ Hen. Dạ. Ok nha, bye em nha. Rồi chào thầy, cảm ơn thầy. Chào em. Chào em.